Mấy tên ma binh thủ lãnh thấy vậy, phát hiện không ổn chỗ. Bọn họ mặc dù là luyện chế được con rối, nhưng cũng có thi hành năng lực. Trong đó một tên mỏ nhọn hàm khỉ ma binh thủ lãnh, bàn tay vung lên, liền có vô số đạo màu đen thất luyện, từ ngay trong đại quân bay lên không, ở hư không trên thế giới, ma khí nóng bỏng, đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Vậy mấy tên ma binh thủ lãnh bày trận mà đợi, quanh thân sát ý bao trùm. Bọn họ dẫn quân phát động tấn công. Vậy ma khí ngưng tụ ra, từng tầng một bọc, dị thường mãnh liệt ác liệt. Lại là ở nơi này hư không thế giới kết thành một tầng giới vách đá, đem Diệp Thần bọc trong đó, không được thoát khốn. Đây là vô thiên bệ hạ thần thông. Ngươi, không trốn thoát được. Vậy ma binh thủ lãnh vậy sẽ ói mấy câu tiếng người, hắn há miệng lúc đó, răng nanh hiện ra hết, lộ ra dấu ở bên trong màu đỏ máu thịt, vô cùng là dữ tợn đáng sợ. Cuồn cuộn càn khôn, như bóng với hình, che khuất bầu trời, xuyên thủng hư không. Những thứ này ma binh, sau khi đi ra giống như là mây đen áp đính, đông nghịt một mảng lớn, để cho người căn bản không thở nổi. Trong chốc lát, lại đem binh tự quyết như vậy tình thế ép xuống. Thân Đồ Uyển Nhi không nhìn nổi, thoáng qua tới giữa cho tàn ra tay, võ uy thiên kiếm ông ông tác hưởng, ánh sáng cường thịnh. Ở tám đại thiên kiếm trong đó, võ uy thiên kiếm lực sát thương đủ để đứng vào trước ba. Hơn nữa thân Đồ Uyển Nhi sanh ra liền vô cùng cái thiên tư, chính là võ uy thiên kiếm chọn chúng người thừa kế, nếu thời gian dài, hoàn toàn lớn lên, có thể đem võ uy thiên kiếm uy lực phát huy đến trình độ cao nhất, coi như đối mặt 10 đại thiên quân lão tổ, vậy chút nào không kém. Tàn bạo sắc bén kiếm quang, tóe ra cực hạn nghịch thiên mũi nhọn. Một đạo hư không nước lũ ngang nhiên rơi xuống, cản trở mấy chục ngàn ma binh nhịp bước tiến tới. Hơn nữa ở võ uy thiên kiếm ra chỉ dưới, Diệp Thần dọn về một ván, về khí thế cùng đối diện mấy chục ngàn người thao túng trận pháp ngang hàng. Nhưng bọn họ tất cả đều coi thường binh tự quyết, Phạm Thiên Thần Công bên trong, Lâm binh đấu giả đều là trận liệt đi tới trước chín chữ to quyết, mỗi một quyết đều có chỗ độc đáo, hơn nữa có thông suốt thiên địa uy lực. Mỗi tu luyện một quyết cũng có thể có nghịch thiên thần uy, có thể lột xác thành thần. Bây giờ Diệp Thần, đối với binh tự quyết nắm giữ, đã đến lô hỏa thuần thanh bước. Phải biết liền Vũ Hoàng Đại Đế cũng không có luyện liền thần thông như vậy. Mặc dù nói binh tự quyết cũng không phải là Phạm Thiên Thần Công trong đó nhất là nổi tiếng, nhưng cùng Diệp Thần luân hồi huyết mạch kết hợp với nhau, liền có thể tóe ra uy lực cường đại. Diệp Thần ý niệm trong lòng chuyển động, ý định giết người trào hiện ra, một mực lăng không điểm tới, binh tự quyết vạn cách biến hóa, hội tụ thành nát bấy nghĩa sâu xa, cuồng tập ra. Vậy đầy trời phù văn nơi ngưng tụ thành trận đạo nghĩa sâu xa, sản sinh ra vô số kim quang sáng chói thần binh. Bọn họ tay cầm vũ khí, chân bước chiến mã, uy phong lẫm lẫm, không thể nhất thế, ở dẫn đầu tướng quân dưới sự dẫn dắt, xông trận xung phong, công thành rút ra trại. Vậy liệt mã đạp ngân hà nơi xếp thành lối đi, thế không thể đỡ. Ma binh thủ lãnh, ngửa mặt lên trời gầm thét, dẫn một đám ma binh dưới quyền triển khai chấn động xung phong. Ma binh đối với thần binh. Hai người chiến đấu mở màn, giống như hai cây cao nhất đồ sắc bén, ngang nhiên đụng nhau, vào giờ khắc này, chung quanh bình phong che chở cũng bị phá ra, sao trời xuyên phá lỗ lớn. Tường đồng vách sắt ngang nhiên vỡ vụn, trong vô hình những ràng buộc, rối rít phá vỡ. Diệp Thần cơ hồ có thể cảm thụ được, nơi này không gian sóng gợn cũng đổi được không giống nhau. Mắt thấy vậy thần binh bị ma binh tàn phá, rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Diệp Thần rốt cục thì cắn răng, đột nhiên bước ra một bước. Làm sao có thể sẽ để cho ngươi được như ý? Diệp Thần gặp được vậy ma binh thủ lãnh sắc mặt 10 phần ung dung, tựa như nắm chắc phần thắng, tự nhiên giận từ tim dậy. Hắn hóa trưởng thành quyền, đột nhiên đánh ra, khí thế kinh khủng ngút trời lên, cái này cùng thông thiên thủ đoạn, chính là binh tự quyết cao nhất nghĩa sâu xa trung cực diễn dịch. Chín trời bể tan tành nói, trình độ cao nhất mất đi. Tất cả đều cho ta nghiền hết. Diệp Thần trong mắt bên trong, huyết khí mãnh liệt, sát ý uy nghiêm, binh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa, vỡ vụn, vào giờ khắc này cuốn lên kinh khủng không gian phong bạo. Đến mức, vạn vật vô tồn. Diệp Thần mặc dù có thể tu luyện thành công, đều là bởi vì mình lĩnh ngộ không không lực lượng, phá vỡ hư vô giới hạn, phân ly tại thực tế và hư ảo tới giữa. Thành tựu như vậy, người thường căn bản khó có thể tưởng tượng. Diệp Thần ấp úng tới giữa, nguyên cái thiên địa sau đó thay đổi. Luân hồi huyết mạch tràn ngập toàn thân,
vô cùng cường hãn, ngay chớp mắt chấn nhiếp nguyên phiến thiên địa, liền những cái kia ma binh vậy rối rít ngẩng đầu lên, bọn họ từ Diệp Thần trên mình cảm nhận được liền sát ý nồng nặc. Diệp Thần thổ nạp xong, mở ra hai tròng mắt lúc đó, trong mắt tựa như đổ ánh ra vô số tinh không, vũ trụ minh mông thế giới, miễn cưỡng không ngừng, sinh sôi tích chữ diệt. Chỉ như vậy, trải qua thời gian luân chuyển, ngắn ngủi đình trệ sau đó, vô cùng thế giới lực, rối rít hiện lên tới đây. Muôn vàn ma binh làm kinh ngạc, rung động. Như vậy lực lượng, bọn họ căn bản là không cách nào tương đương. Diệp Thần tựa như hóa thân thành cái thế giới này duy nhất nắm giữ, tay hắn bắt pháp quyết, cùng cái này hư không vũ trụ hòa làm một thể. Phá! Hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ, chỉ gặp vậy không gian sóng gợn chấn động sau đó, biến dạng thành phải, càn khôn đổ nghịch, vận mệnh luân chuyển, vô số ma binh bị hút vào vậy hư không hắc động bên trong. Thân là con rối, bọn họ lại vậy sinh ra một chút sợ hãi, chỉ là đã không còn kịp rồi. Toàn bộ quân đoàn ngắn ngủi ngay tức thì đổi toàn bộ biến mất, xem bị một cái tỉnh lại hồng hoang cổ thú chiếm đoạt hầu như không còn. Mà làm xong những thứ này sau đó, Diệp Thần phun ra một ngụm chọc khí. Hắn vận dụng binh tự quyết lực lượng, lại không nghĩ rằng có thể đem thi triển tới như vậy bước. Thân Đỗ Uyển Nhi cũng là cảm thấy kinh ngạc. Nàng còn chưa sử dụng lá bài tẩy thủ đoạn đâu. Diệp Thần cũng đã đem kẻ địch tiêu diệt. Chúng ta đi. Diệp Thần ánh mắt kiên định, hắn dứt khoát để cho thân Đỗ Uyển Nhi vậy tiến vào thiên địa huyền hoàng tháp trong đó, sau đó vận dụng pháp bảo thần thông lực lượng, liên tiếp xé ra mấy tầng hư không cấm chế. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều phải mang đi vũ chỉ giao, ai đều không cách nào ngăn trở. Mà đây vậy chiến đấu chập chờn, theo không gian quỹ tích, truyền đến cựu Nhật Minh Tổng Môn. Ta cảm nhận được, trận kia ba động cường đại, chính là luân hồi chi chủ. Bóng tối trong cung điện, 16 ma tướng ở giữa hắc cách xoay vương, chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đôi mắt vô cùng u hắc thâm thúy, hoàn toàn là đen nhánh vẻ, không gặp nửa điểm trắng bên. Mà đây đôi mắt, chính là hắn tu luyện thần thông, U Minh mắt. Cái này cùng U Minh cấm thuật, là ma tổ vô thiên thụ dư, một khi tu luyện thành công, liền sẽ thúc sanh ra một đôi biến thái ánh mắt. Có thể dòm ra hắc ám hư không, dò xét cổ kim, thậm chí còn có thể thao túng sinh tử luân chuyển. Cái này hắc cách xoay vương, ở 16 ma tướng trong đó đứng hàng thứ hai, thực lực cực kỳ khủng bố. Mà ở đối diện với hắn, thì có một cô gái rửng rưng đứng, hắn mặt không cảm giác, tay cầm một chuôi kiếm đen. Mặt mũi hơi có vẻ phổ thông, bất quá vậy cũng coi là tinh xảo. Nàng là 16 ma tướng bên trong lạnh ngàn yêu, thực lực đứng hàng thứ tư. Trước nơi phái ra hoang cổ thiên nghiêu cùng cô gái đồ xanh, phân biệt đứng hàng thứ ba cùng thứ bảy. 16 ma tướng, chỉ là đối phó Diệp Thần liền điều động gần một nửa. Không gian sóng gợn chậm rãi lay động, một cái ngọc tỷ bà dẫn đầu nhô ra, ngay sau đó chính là thần sắc trong trẻo lạnh lùng cô gái đồ xanh, hoang cổ thiên nghiêu vậy theo sát phía sau. Luân hồi chi chủ thực lực lại có tăng cường, bằng cho chúng ta mượn sợ rằng ngay cả tay đều không cách nào ngăn trở hắn. Nếu không đem việc này bẩm báo cho vô thiên bệ hạ đi. Có người như vậy đề nghị. Tuyệt đối không thể, vô thiên bệ hạ đang bế quan tu luyện khôi phục thương thế, hiện tại chính là bệ hạ bế quan điều dưỡng thời điểm. Chuyện này không cần kinh động bệ hạ, chúng ta vậy có thể giải quyết, huống chi còn có đêm tối ma binh dưới bảo vệ một cái cửa khẩu tiến hành cản đường. Hoang cổ thiên nghiêu nói như vậy. Ngay tại mới vừa, luân hồi chi chủ đã phá vỡ thiên long quân phong tỏa, hiện tại đang trốn đi ra ngoài. Hoang cổ thiên nghiêu cùng đồ xanh tiên tử nghe vậy ngẩn người, ngay sau đó không nói hai lời đuổi theo. Cùng mấy tên ma tướng đạt tới thời điểm, Diệp Thần đám người đã chạy trốn tới cái này hắc ám biển bên bờ vùng. Lại để cho hắn đột phá ma binh phong tỏa, lần này nên làm thế nào cho phải? Đồ xanh người phụ nữ lộ vẻ được có chút nóng nảy. Hoang cổ thiên nghiêu cùng vậy lạnh ngàn buồn nhìn nhau một cái, hai bên rơi vào trầm tư. Nhưng hắc cách xoay vương nhưng là ổn định như thường, một chút cũng không nóng nảy. Pháp vương, người có biện pháp gì tốt sao? Đồ xanh người phụ nữ bất kinh mở miệng hỏi nói. Hắc cách xoay vương cười nhạt, hắn đưa ngón tay ra điểm ở trong hư không, như nước gợn hình ảnh nhộn nhạo một tí, ngay sau đó, xa xa hình ảnh nổi lên. Ở đó yên tĩnh không gian bên trong, hắc ám, buồn tẻ, thật là hoang vu đến trình độ cao nhất. Mà trong mơ hồ một đôi máu đỏ con người bỗng nhiên mở ra, nháy mắt tức thì dẫn động thiên địa dị tượng,
vô số hắc ma gió bão làm mãnh liệt. Đây lại là Hoang Cổ Thiên Ngưu cùng cô gái đồ xanh các người vạn phần kinh ngạc, bọn họ tựa như cũng đoán được cái gì. Hắc Cách Xoay Vương gật đầu một cái, vẻ mặt dị thường ổn định. Không cần chúng ta ra tay, từ sẽ có người thu thập hắn, chỉ cần vào cái này phiến cũi, cho dù là luân hồi chi chủ, cũng chạy không thoát hắn phong tỏa. Hắc Cách Xoay Vương khóe mắt, lộ ra một chút nụ cười âm hiểm. Cùng lúc đó, một nơi đất hoang vu. Không người ở, không linh khí, thậm chí cho người một loại ngay cả sinh mạng ở chỗ này xuất hiện đều là xa cầu cảm giác. Thậm chí, so thất lạc thời không còn muốn yên lặng. Khô rách mặt đất, tựa như biểu thị nơi này không thuộc về võ giả. Ngay tại lúc này, hư không chập chờn, một cổ cực hạn năng lượng cưỡng ép phá vỡ quy tắc trói buộc, xông vào trong đó. Chín luân đỏ thắm huyết nguyệt xuất hiện ở trên bầu trời, để cho nơi này tăng thêm lạnh cảm. Đồng thời, một đầu cự kình từ thương khung vạch qua. Thế giới tựa như mang tới sức sống. Một đạo thân ảnh lúc này rơi xuống. Chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm nhìn nơi này, khẽ nhíu mày, rồi sau đó, vung tay lên, mặt đất tỏa sáng tân sinh, sơn hà tái hiện. Rồi sau đó, Nhâm Phi Phàm từng bước một hướng một cái đi về phía, cuối cùng đi tới mảnh thế giới này trung ương nhất. Hắn đưa ra chỉ một cái, hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo cổ xưa minh văn cửa chậm rãi xuất hiện. Nhâm Phi Phàm thần sắc ngưng trọng, tựa hồ có chút do dự, ngay tại hắn đưa tay ra muốn chạm được cánh cửa kia thời điểm, một đạo bóng đẹp xuất hiện ở hắn sau lưng. Cô gái da trắng như tuyết, tóc xanh phi ở sau lưng, như thác vải vậy, sợi tóc sau đó có một cây màu đỏ tơ mang, khoác ở sợi tóc một góc. Nàng cả người quần áo trắng, quanh thân ánh sáng nhàn nhạt bao trùm, chỉ để cho người cảm giác sau lưng nàng như có khói dáng khinh long, coi là thật không trong trần thế người. Đôi mi thanh tú tuyệt luân, sắc mặt tuyệt lệ, không thể bức thị. Phi Phàm, người nhất định phải đụng chạm nơi đây sao? Nhâm Phi Phàm thân thể ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, nhìn một cái cô gái, hai tròng mắt ôn nhu mấy phần, thơ hàm, người lại còn nhớ chỗ này. Rất nhiều thơ hàm tú vung tay lên, một cái ngân hà hiện lên, bọc lại vậy cánh cửa. Mấy giây sau đó, hoàn toàn nấp trong hư không. Diệp thần đi ma tộc vô thiên địa bàn cứu người, người xác định không nhìn chằm chằm. Nhâm Phi Phàm trong mắt có chút ánh sáng, lắc đầu một cái, nói ta tin tưởng hắn. Rất nhiều thơ hàm tựa hồ đã sớm đoán được sẽ như vậy, đưa tay ra, kéo lại Nhâm Phi Phàm, một chút nhiệt độ truyền tới, sau đó nói, vậy cùng ta tới. Một giây kế tiếp, nàng bước ra một bước, hư không nứt ra. Được thành một cái đủ để cho hai người bước vào cổ đạo. Hình ảnh quay về. Bên tai có gió cực mạnh thổi qua, nhưng thời khắc này Diệp Thần không chút phật lòng. Hắn hiện tại nhanh hơn tốc chạy đi. Vượt qua hư không, xuyên qua tinh lộ, cái này hắc ám biển tình cảnh, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, chủ yếu là hắn hiện tại không cách nào dựa theo trước kia đường tắt trở lại. Nếu như từ bên kia trở về, sợ rằng sẽ phiền toái rất nhiều. Xuyên qua một phiến hư không sau đó, chung quanh chảy loạn tiếng gió nhất thời đổi được yên tĩnh. Mọi âm thanh yên lặng như tờ. Diệp Thần thông suốt ngừng lại. Hắn cảm nhận được liền một cổ thích xiết chóc ý. Không biết từ vì sao tới, nhưng liền ở phụ cận đây, mười phần tà ác. Bỗng nhiên, chung quanh đây hư không, giống như là đĩa quay như nhau quỷ dị uốn éo. Lại có người xông vào bổn tôn nơi bố trí chuỗi thức ăn, ha ha, lớn gan ngông là. Đến một cái u ám thanh âm, khó hiểu vang lên. Hắc ám bên trong, có vô hình khí cơ bắn ra, Diệp Thần chợt cảm thấy hoảng sợ, nhanh lên né tránh. Vậy vô hình sát ý trốn vào trong hư không? Ồ, lại tránh được nhanh như vậy. Thanh âm kia hơi có kinh ngạc. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, con người đông lại một cái, bàn tay trong đó máu đỏ ánh sáng bỗng nhiên hiện lên, ra theo cánh tay run một cái, chợt bắn ra. Đạo này huyết quang. Xuyên qua thời không cấm chế, chạy thẳng tới mảnh địa phương này nơi nào đó. Vô dụng, ngươi là không đánh chúng ta. Hơn nữa, đây là luân hồi máu. Ha ha, muốn bổn tôn năm đó vẫn cùng khi đó luân hồi chi chủ đã từng quen biết. Chắc chắc, cái này luân hồi máu nhưng mà vô cùng món ăn ngon à. Trước kia không cơ hội nếm được, muốn đến hôm nay sợ là có cơ hội. Luân hồi huyết mạch, phệ hồn thần thể, còn có thiên yêu thân thể. Tiểu tử. Bổn tôn lưu ngươi một mạng,
kiếp này ngươi liền lưu ở chỗ này bầu bạn lão phu đi. Hai tức sau đó, đến một cái, quỷ dị bóng người vô hạn đi ra. Vậy lại là một tôn cổ xưa cối xay, phần lớn thân thể dần dần không nhìn thấy ở trong hư không, chỉ để lại băng sơn một góc. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, đây là cái đồ gì? Hi hi, cũng không cần quản ta là cái gì, chờ ngươi cùng cái này vạn cổ ma bàn hòa làm một thể thì biết. Thanh âm kia như cũ quỷ dị âm u, một khắc sau thần bí ma bàn giống như là một con cự thú hạ xuống, cực hạn cảm giác đè nén đập vào mặt, phải đem Diệp Thần cuốn lấy. Diệp Thần vừa muốn động thủ, chỉ cảm thấy trong cơ thể truyền đến một món băng hàn lực lượng, làm hắn cả người chấn động một cái. Đó là huyền hàn ngọc căn nguyên lực. Tiền bối. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới, đang nghỉ ngơi bên trong huyền hàn ngọc, lại biết chủ động nhảy ra giúp mình. Ngươi muốn chú ý, trước mặt tên này thực lực vô cùng là không tầm thường, nó xuất hiện, để cho ta nghĩ tới một ít năm đó hình ảnh. Khi đó nguyên mảnh tinh không, đều là một phiến máu tanh. Cái gọi là hồng mông thần khí thái thượng bảo vật, đều không cách nào tránh được tên này chiếm đoạt. Huyền hàn ngọc mà nói, để cho Diệp Thần nhất thời vẻ mặt chấn động một cái. Có thể chiếm đoạt thái thượng thần khí, hồng mông pháp bảo. Vậy phải là lực lượng cường đại dường nào mới có thể làm được? Nghe lời nói này, Diệp Thần nhất thời đổi được cẩn thận rất nhiều. Đối mặt với thần bí sinh linh nơi cho đòi kêu ra phong tỏa phù văn, bàn tay hắn vung lên, tám bộ phù đồ khí, trong nháy mắt cho thấy nồng nặc Phật quang. Phù đồ thần tháp ước chừng rút ra tới ngàn tầng cao, ngay tức thì rơi xuống, cơ hồ cùng hư không ngang hàng. Vậy thân tháp bên trên kim quang sẽ tụ, Phật khí mãnh liệt, trong mơ hồ nổi lên một tôn kim quang đại Phật. Vậy Phật nhắm mắt lúc như núi bất động, mặt mũi hiền lành, nhưng mở mắt ra một khắc kia, sạch bóng phun trào, chiến ý ngất trời. Đây cũng là Phật môn trong đó chiến thần, đấu chiến thắng Phật. Vậy thần bí sinh linh thấy vậy trận thế, cũng không khỏi di một tiếng, nơi nghiền ép xuống phủ văn, nhất thời bị đấu chiến thắng Phật bàn tay lớn phá. Áp chế phủ văn ngay tức thì tiêu tán, nơi này nhất thời lại thuộc về bình tĩnh. Liền vậy thần bí sinh linh uy áp cũng không ở. Ước chừng một hiệp, Diệp Thần liền bạo phát ra kinh người sức chiến đấu, để cho thần bí sinh linh cũng làm liếc mắt. Hắn vốn là lấy là thằng nhóc này chỉ là có chút thực lực thôi, lại không nghĩ rằng như vậy thực lực, như thần chi mạnh mẽ như vậy. Không hổ là có luân hồi huyết mạch người, năm đó luân hồi chi chủ, thực lực vậy ngang ngược vô cùng, bất quá so với thiên phú tới, hắn so sánh ngươi, vẫn là kém một chút. Cái này càng phát ra từ một phương diện khác chứng minh, người huyết nhục đem sẽ ăn thật ngon, luân hồi huyết mạch cũng đem dành cho ta trình độ lớn nhất bồi bổ, hi hi. Cái này thần bí sinh linh tiếng cười càng phát ra quỷ dị, tà tính, để cho Diệp Thần hơi cảm thấy được trong lòng phiền muộn. Nhưng hắn thần hồn lực lượng vô cùng là mạnh mẽ, có thể cảm giác cho ra tránh núp trong bóng tối thần bí sinh linh, thực lực đã vượt qua hắn, nếu như muốn mạnh lấy, sợ rằng cơ hội chừng mực. Ngươi đã thử bổn tôn lãnh vực sao? Không đi vào xem quả thật sẽ có chút đáng tiếc. Tới đi, ha ha. Thần bí kia thần linh cười quái dị một tiếng, ngay sau đó, Diệp Thần liền thấy hắc ám chỗ sâu, có ánh sáng bỗng nhiên tấn công tới. Hắn tránh ra cái này mang theo lực lượng đáng sợ chùm ánh sáng, nhưng là một khắc sau, chung quanh hư không giống như là bị vòng xoáy cho hút vào, rối rít rơi xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần không khỏi được thần sắc hoảng sợ. Hấp lực cường đại bộc phát ra, để cho Diệp Thần thân thể căn bản không bị khống chế, trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Lúc này, Diệp Thần rốt cuộc rõ ràng, vậy chùm ánh sáng kiếm căn bản cũng không phải là thần bí sinh linh sát chiêu, chân chính chiêu thức ở phía cuối. Cái này thúc quỷ dị kiếm quang, bản thân cũng không lực sát thương, nhưng đến mức, sẽ sinh ra phóng xạ, đưa đến bốn phía hư không vặn vẹo biến hình, từ đó đả thông một cái khác thế giới song song lối vào. Diệp Thần muốn tránh thoát đi ra, nhưng là lúc này cũng không có biện pháp. Trong một cái chớp mắt này, lôi xé không gian lực lượng đem hắn mang vào một cái thế giới khác, nơi này có vô số đạo màu máu ánh sáng. Diệp Thần nhìn bốn phía huyết khí tràn ngập, sát ý ngang dọc, vô số huyết quang nhắm ngay hắn, tản mát ra cực kỳ khí thế đáng sợ. Giờ phút này, đã không kiềm được Diệp Thần do dự. Hắn trực tiếp triệu hoán ra sát thương phạm vi lớn nhất binh tự quyết. Binh tự quyết, phá cho ta. Trong mắt hắn bên trong thật giống như cháy ra một chút ngọn lửa, ngay tức thì cuốn sạch thiên địa,
sau đó ra còn có binh tự quyết nhấc lên không gian phong bạo, sát ý vô tận mãnh liệt ra, đặc biệt ác liệt. Lần này, ngược lại là đến phiên thần bí sinh linh giật mình, bởi vì ở diệp thần cuộn sạch dưới, những máu kia sắc ánh sáng lại trong mơ hồ xuất hiện chấn động, đổi được. Đổi được lại nữa vững chắc, lại nữa vững chắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, bị diệp thần nơi cho gọi ra binh tự quyết cho nghiền thành phấn vụn. Thần bí sinh linh kinh ngạc tại diệp thần lực lượng, nhưng lại không sợ chút nào, lúc này để cho những cái kia mảnh vỡ gây dựng lại tới, tại trong hư không ngưng tụ thành hình, hóa là một chuôi vạn trượng dài ngút trời huyết kiếm. Xé rồi. Trong hư không vang lên tê liệt thanh âm, đó là mảnh tinh không này không chịu nổi ngút trời huyết kiếm uy áp, bị nghiền thành từng cái mảnh vỡ. Lực lượng chấn nhiếp lòng người, hướng diệp thần dâng trào đi qua. Nguyện vọng thiên tinh, tinh diệu mặt đất. Diệp thần không chút do dự nào, trực tiếp mở ra nguyện vọng thiên tinh cao nhất phòng ngự cấp bậc. Tinh thần bọc lại hắn, vũ trụ tinh huy rơi xuống, ngay tức thì. Trong thoáng chốc, ùn ùn kéo đến huyết quang gào thét tới, thật là phải đem diệp thần chỗ ở hiệp không gian nhỏ toàn bộ bao trùm. Xích trần thần mạch, trần bia, mở. Diệp thần trên mình hiện ra một tầng kim quang chói mắt, biến ảo thành khải giáp, xích sao phụ trên đó. Nhưng lần này, khôi giáp trong đó còn có màu đỏ ánh sáng lưu chuyển, hết sức uy nghiêm. Oanh! Vậy vạn trượng huyết kiếm, hung hăng đập vào nguyện vọng thiên tinh nơi tạo thành phòng ngự đại trận trên, nhất thời ánh sao ảm đạm, không ngừng thay nhau lóe lên. Vô tận huyết lãng qua lại lăn lộn, đem chỗ này địa phương hoàn toàn chìm ngập. Mà nguyện vọng thiên tinh ở nơi này chờ đánh vào dưới, lại bị chậm rãi lôi kéo đến một mảnh hư vô chi địa. Vô số như con kiến vậy thật nhỏ màu đen côn trùng, ùn ùn kéo đến tràn lên, bao phủ nguyện vọng thiên tinh, hơn nữa đem từng bước chiếm đoạt. Diệp thần cảm nhận được liền nguyện vọng thiên tinh lại xuất hiện chút không lành lặn, lập tức thần sắc đại biến, khua kiếm chém tới, lấy huyết quang đánh sơ xác những côn trùng kia. Rồi sau đó nhanh chóng đem nguyện vọng thiên tinh thu hồi lại. Xem ra Huyền Hàn Ngọc nói không giả, thần bí này sinh linh không biết có gì loại thủ đoạn, lại có thể thương tổn tới xem nguyện vọng thiên tinh như vậy tồn tại. Đây chính là Hồng Quân lão tổ sáng tạo ra được, trong đó sáp nhập vào thế giới căn nguyên. Liền Vũ Hoàng cổ đế cũng không dám nói, có thể hủy xấu xa vật này, trước mặt cái này núp ở trong hư không người, rốt cuộc là vật gì loại. Lại có thể có thực lực cường đại như vậy. Lúc này Diệp Thần đã không kịp nghĩ đến như thế nhiều, hắn dùng suất toàn lực để ngăn cản thần bí sinh linh công kích. Một kiếm này đánh dưới, Diệp Thần thì không biết lui về sau nhiều ít bước, thẳng đến đi tới một nơi vực sâu mới dừng lại. Hắn một kích này đỡ được vậy ngập trời huyết kiếm, nhưng là xích trần thần mạch lực lượng thì như gương tử vậy nứt ra, khe hở nhanh chóng lan tràn, phanh một tí liền bạo là bột. Ở sau cùng trong nháy mắt, Diệp Thần thu hồi cái gì đó lực lượng. Diệp Thần trong lòng xúc động, thật may mình thu mau, nếu không thì bị thần bí này thần linh cho được như ý. Nhưng ngay sau đó, hắn sắc mặt đại biến. Bởi vì nguyện vọng thiên tinh vậy xuất hiện đạo đạo liệt ngân, lại là bị cắt thành mảnh vỡ. Ở đó trên tinh không, ngút trời huyết kiếm cũng không có biến mất, còn lưu lại mấy tia kiếm hồn. Kiếm kia hồn rất là nhanh chóng, dọc theo khe hở hướng Diệp Thần chạy như bay đến. Mắt gặp thì phải đâm vào Diệp Thần thiên linh cái. Ở đó hắc ám chỗ sâu, thần bí sinh linh đã lộ ra nụ cười tà ác, hắn đã xúc thế đãi phát, chuẩn bị ra tay. Luân hồi huyết mạch thì sẽ đến tay, hì hì. Máu kia kiếm nhanh chóng tới, mắt thấy thì phải đâm thủng Diệp Thần đỉnh đầu, nhưng chính là ở trong một cái chớp mắt này, đỉnh đầu vương miện nổi lên, mang theo huyết khí nồng nặc. Cái này lau huyết khí, so những thứ khác tới tựa hồ còn muốn càng đậm đà. Không tốt, thần bí sinh linh nhất thời khẽ quát một tiếng. Bởi vì vậy đỉnh vương miện sinh ra khí tượng, mang theo luân hồi huyết mạch uy nghiêm, chấn mở hư không, làm vô số tinh thần mảnh vỡ chảy ngược. Quy tắc của nơi này đều tựa như bị thay đổi, hết thảy tiêu tán đi. Mà thần bí sinh linh chính là bổ ra một kiếm, nhưng lại xem châu đất xuống biển, không có chút nào đáp lại. Hắn tiếng cười hơi ngừng, hắc ám trung thần sắc cũng là đổi được âm tình bất định. Rất nhanh, trong mắt bên trong lần nữa hiện ra lau một cái lãnh ý. Muốn tránh thoát ta công kích, cũng không số phân tốt như vậy. Hắn triệu hoán ra mấy chục đạo kiếm quang, những cái kia kiếm quang đều là thoát thai tại hắc ám chỗ sâu, tràn đầy vô tận tà khí. Mà vạn cổ cối xay lên hai tròng mắt, màu máu càng ngày càng đậm, lộ vẻ được quỷ dị, yêu dị.
đối phó ngươi như thế cái tiểu tử, còn được vận dụng bổn tôn lớn như vậy chiến trận, đến âm tào địa phủ, ngươi có thể lại khoe khoang cả đời. Hắn lời nói vừa dứt, liền chỉ thấy được vậy mấy chục cầm kiếm quang, ngay tức thì thay đổi là khói dày đặc cuồn cuộn hắc vụ tới giữa, lẫn nhau nối liền, xen lẫn thành một tấm đủ để phúc che thiên địa lưới lớn. Ma kiếm chợt nổi lên, vạn cổ vô tồn. Một đạo so ngút trời huyết khí mạnh hơn gấp mấy vạn kiếm ma mắt, từ đất bằng phẳng lên, xuyên qua thương khung, dùng cái này minh mông hư không thế giới cũng xuất hiện một chút kẽ hở. Kẽ hở hiển hiện ra, vô tận khí lưu đổ nghịch mà vào. Cho dù là nguyện vọng thiên tinh, cũng ở đây cùng uy nghiêm hạ run lẩy bẩy, chắc hẳn không bao lâu nữa liền sẽ hoàn toàn bể tan tành. Cường đại như vậy uy nghiêm cùng khí thế, là Diệp Thần tuyệt đối không có nghĩ tới. Trước mặt cái này thần bí sinh linh thực lực, đã vượt qua xa suy đoán của hắn. Lần này, sợ rằng không cách nào tùy tiện thoát thân. Giữa lúc Diệp Thần dự định thúc giục luân hồi huyết mạch, vận dụng đại thiên trọng lâu trưởng thời điểm. Cách đó không xa không gian xé ra một cái khe, một bóng người xuất hiện, ngay sau đó, hắc quang thất luyện giống như là một cái viễn cổ thần đao, chặt đứt thần bí sinh linh bùng nổ thế công. Xuất hiện người nọ một bộ bạch bào, tóc đen tung bay, cặp mắt sáng ngời, cả người tràn ngập mông lung sương mù màu đen. Già Thiên Ma Đế. Diệp Thần nhất thời ngây ngẩn, hắn vì sao sẽ tới chỗ này? Già Thiên Ma Đế ánh mắt khắp nơi quét sạch, thấy Diệp Thần sau đó, hắn khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi, ngay sau đó đưa tay chộp một cái, vậy trong hư không, vô căn cứ nổi lên một đoàn sấm sét gió bão. Đại lôi ngày trời. Già Thiên Ma Đế nơi dùng đến, là hắn gần đây cảm giác hạng nhất thần thông bảo thuật. Trải qua ma tổ vô thiên đoạt xác sau đó, Già Thiên Ma Đế không chỉ không có trở thành đồ đựng, ngược lại ở ma lực ngâm nhuộm dưới, thực lực cao hơn một tầng lầu, như vậy cũng lĩnh ngộ thiên phú thần thông. Lôi quang dẫn động, thiên địa ầm vang dội, tạm thời tới giữ lại áp chế thần bí sinh linh. Ngươi vì sao phải tới đây chỗ? Chẳng lẽ không biết hiểu nơi này là cấm địa sao? Cất giấu rất nhiều nguy hiểm, liền không cẩn thận là được có thể bỏ mạng. Thừa dịp cái này thời gian, Già Thiên Ma Đế quay đầu lại, giọng lộ vẻ được có chút nghiêm túc. Hắn ở ma cung bên trong ngây ngô thật tốt, bỗng nhiên tới giữa cảm giác được dị động, liền bắt đầu suy diễn. Vì vậy liền gặp được Diệp Thần bóng người, xuất hiện ở trong cấm địa. Hắn tránh thoát cựu Nhật Minh phong tỏa, biến dạng thời không, tới chỗ này, liền thấy Diệp Thần đang cùng thần bí sinh vật giao chiến, hơn nữa rơi vào hạ phong. Diệp Thần cười một tiếng, nói ta tới đây chỗ là cứu một người người. Ai, ngươi phải biết, ta là không sẽ cùng ngươi đi. Không, lần này ngươi sẽ không lại có nỗi lo về sau. Diệp Thần vừa nói, triệu hoán ra thiên địa huyền hoàng tháp, mà trong đó bóng người vậy nổi lên. Chỉ Vũ Giao mà lại ở bên trong. Già Thiên Ma Đế hoàn toàn là một bộ không dám tin diễn cảm. Vậy đại trận bị ta phá, Vũ Chỉ Giao cũng đã thoát khốn. Hiện tại ngươi có thể an tâm rời đi, không cần lại bị hạn chế. Diệp Thần khuyên nhủ, đối ngươi mà nói, Vũ Chỉ Giao chính là người trọng yếu nhất, ta biết ngươi dứt bỏ không được, cho nên lần này, ta tất tiêu trừ ngươi nỗi lo về sau, mang ngươi chạy đi. Già Thiên Ma Đế vậy vạn năm không đổi gương mặt, rốt cục thì có chút chập chờn. Già Thiên Ma Đế nơi nào sẽ không rõ ràng Diệp Thần cùng hắn hữu nghị, hai người đã sớm là mạc nghịch chi giao. Có thể vì đối phương hai sườn cắm đao. Diệp Thần năm lần bảy lượt, vì hắn xông vào hiểm cảnh, chính là phải cứu hắn thoát khốn. Nhưng lúc đó Vũ Chỉ Giao sống chết nắm trong tay ở ma tổ vô thiên trong tay. Hắn thì như thế nào có thể đi? Hiện tại hắn trong lòng, cũng không biết là kinh ngạc vẫn là ngạc nhiên mừng rỡ, tóm lại ngũ vị tạp trần, không thể miêu tả. Nhưng vào lúc này, vậy thần bí sinh linh tiếng giống giận truyền khắp toàn bộ hư không bát hoang chấn động, thập phương văng tung tóe. Đáng ghét, hai cái cấp thấp con kiến hôi lại có thể liền muốn đánh thắng bổn tôn, các ngươi thật sự là ở ý nghĩ hảo huyền. Kèm theo mà đến, còn có vô tận lực lượng cuồng bạo. Già Thiên Ma Đế cùng Diệp Thần hai người, đều là bày trận mà đợi, mỗi người sử dụng pháp bảo. Vậy thần bí sinh linh tựa hồ là nổi giận, toàn bộ không gian cũng đang rung động. Trong hư không quy luật mảnh vỡ, bị rất miễn cưỡng chấn thành mạt vụn. Bọn họ quanh thân, vô tận ma khí kiếm quang sáng lên, vần quanh cỡ đó, chi chít bầy, như vậy hơi thở so với dĩ vãng kiếm quang, cường thượng gấp mấy lần. Chú ý, tên này có thể chiếm đoạt pháp bảo, ngàn vạn đừng gần hắn thân.
Diệp Thần lên tiếng nhắc nhở. Già Thiên Ma Đế con ngươi đông lại một cái, khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Hắn thật giống như lại trở về trước kia cùng Diệp Thần sóng vai tác chiến ngày, thời điểm đó Diệp Thần nhỏ yếu không chịu nổi, khắp nơi hiểm cảnh, mà mình hóa làm ác ma mắt, trợ giúp Diệp Thần nhập ma, lại là âm thầm dành cho Diệp Thần che chở. Bây giờ Diệp Thần, thành tăng đến làm hắn cũng không cách nào truy đuổi bước, một người một kiếm sông Long Đàm, khuấy được toàn bộ hắc ám cấm hải long trời lở đất. Trời xanh hắn luân hồi chi chủ, kiếm đạo vạn cổ đường từ từ. Diệp Thần đường còn có rất dài, mà hắn tương lai định trước sẽ đứng ở đỉnh thế giới, mắt nhìn xuống chúng sanh. Mình có thể cùng như vậy nhân vật trở thành tri kỷ bằng hữu, hoặc giả là một loại thiên đại may mắn đi. Sau đó, hắn mở ra ấn đường thẳng đứng ma nhãn, ánh sáng lóe lên, sau đó màu vàng sậm ma khí, nổ bắn ra ra, diễn hóa muôn vàn dị tượng. Nếu Vũ Chỉ Giao đã là Diệp Thần cứu, vậy hắn cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Cõi đời này, không người muốn chân chính chết đi, hoặc hơn hoặc thiếu đều sẽ có chút thế tục chấp niệm. Hắn cũng không ngoại lệ, đời này duy nhất niệm tưởng, chính là Vũ Chỉ Giao. Nếu như có cơ hội, hắn khẳng định muốn cùng Vũ Chỉ Giao cộng phó nhân gian kinh hồng tiệc, mắt thấy ngàn năm hoa nở hoa tàn, cùng đi tìm chư thiên vạn giới vậy phong cảnh đẹp nhất. Hắn lúc này đã chán ghét giết hại cùng chinh chiến, chỉ muốn tìm được một nơi trật tự chỗ, ẩn cư sung sướng, tự do tự tại. Nói không chừng, đây cũng là một lần cuối cùng liều mạng. Già Thiên Ma thứ nhất niệm đến đây, đôi mắt đổi được như máu tươi vậy đỏ thắm, hắn cả thân ma khí quấn quanh ra, hóa là con luyện, đồng thời vận dụng chết triệu ma nhãn. Cái này ma nhãn tới từ Hồng Quân tọa hạ thú vương, uy lực thập phần cường đại. Cưỡng ép giải khai một nơi hắc trùm ánh sáng kiếm trói buộc. To lớn ma nhãn qua lại chuyển động, thật giống như thần kiếm chém không phá kinh thiên pháp bảo, vô luận lợi kiếm như thế nào xuyên thấu, đều không cách nào tổn thương hắn chút nào. Tiếp kiếm. Diệp Thần vận dụng bụi gai vương miện lực lượng, đem ngưng tụ thành một cái phủ đầy gai nhọn bảo kiếm. Thanh kiếm này chính là trong truyền thuyết bụi gai vương miện diễn sanh vật bụi gai kiếm. Kiếm này giống vậy có thiên thần oai. Cùng thường mạch quân trước sử dụng bụi gai kiếm không cùng, nó đến từ bụi gai vương miện căn nguyên, từ trong diễn hóa ra. Do bụi gai bện thành kiếm xương sống bụi gai huyết kiếm, liền thân kiếm đều là đỏ tươi nhức mắt, cùng tầm thường thần kiếm có chút không cùng. Chỉ nghe được bầu trời chỗ, truyền tới vang lớn. Ngập trời ma khí hóa thành con sông, cùng vậy bụi gai huyết kiếm dây dưa chung một chỗ. Già Thiên Ma Đế ánh mắt lóe lên. Đối cái này thần thuật uy lực kinh người cảm thấy 10 phần khiếp sợ. Diệp Thần giống vậy sử dụng mình lá bài tẩy, ba cây thiên kiếm lẫn nhau xoay tròn, bay về phía trời cao, cực kỳ mãnh liệt. Huyết khí, tai khí cùng ma khí giao hội chung một chỗ, do điểm thành mặt, từ mặt khuếch trương tuyến, ngay tức thì bạo phát ra cường đại lực lượng. Như vậy lực lượng sáp nhập vào luân hồi huyết mạch, vì vậy đổi được 10 phần cuồng bạo. Mà ở chỗ này trong quá trình, Diệp Thần tóc đen bay lượn, trong mắt như điện, hiển nhiên cưỡng ép đồng thời thúc giục ba cây thiên kiếm, đối hắn mà nói, cũng là một kiện khảo nghiệm độ rất cao sự việc. Nhưng thật may Diệp Thần cuối cùng chống tình cảnh, ba loại bất đồng kiếm khí dung hợp vào một chỗ, làm nguyên phiến hư không đều cảm thấy chấn động, vô cùng thô bạo hiển lộ ra, biểu dương luân hồi huyết mạch chỗ độc đáo. Cái gì? Vậy núp trong bóng tối thần bí sinh linh, liền giọng cũng đổi nhọn. Ở hắn xem ra, Diệp Thần cái này cùng thiên phú, thật sự là quá mức kinh người. Khó trách vô thiên lão già kia phải trừ hết ngươi, xem ngươi cái loại này người, thiên phú như vậy đáng sợ, nếu như không đem ngươi giết chết, liền ta đều cảm thấy bất an tim. Nếu như ngươi là cựu Nhật Minh truyền nhân, vậy ta liền có thể đem truyền thừa trao tặng ngươi, đáng tiếc à, đáng tiếc. Thần bí sinh linh trong giọng nói, có một màn thương tiếc. Đừng ở chỗ này không than thở, trước quản tốt chính ngươi đi. Già Thiên Ma Đế mượn bụi gai vương miện lực lượng sau đó, chợt cho gọi ra tự thân pháp bảo, thất sát vạn nha bình. Nhất thời, có mấy chục ngàn chỉ quả đen bay ra ngoài, cơ hồ có hình người con rơi lớn như vậy, hướng bốn phía hội tụ đi, giống như là từng cổ một phân tán cuồng bạo nước lũ, cần phải giải khai nơi này kết giới. Này kiện pháp bảo là do sâu đậm trong vực sâu lấy ra, có vạn phần cường đại lực hiệu triệu. Hơn nữa ở chỗ này thời gian, những cái kia quả đen hóa thân là hút máu ác ma, trực tiếp vọt tới vùng lân cận hư không, giống như là không sợ chết vậy, lấy thân thể tới đánh vào chung quanh đây kết giới.
Già Thiên Ma Đế thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, 99 đạo gông xiềng đã chém ra 88 nói, tuyệt đối là ở giữa đất trời này không thể có nhiều cao cấp thiên tài. Thần bí sinh linh thấy vậy, phản ngược lại hứng thú. Hắn thúc dục đè để dương huyết khí, đem cái này hư không hoàn toàn phong tỏa, người bất kỳ đều không cách nào đi ra ngoài, cho dù Diệp Thần ba loại kiếm khí hội họp chung một chỗ, ào ào, có thể so với tinh không tai nạn, cũng chỉ là để cho này cùng kết giới xuất hiện kịch liệt rung động, cũng không có bể tan thành. Già Thiên Ma Đế nơi phóng thích ra quả đen nhóm, càng bị ma khí càn quét, nhất thời vỡ ra. Diệp Thần thu hồi cái này ba cây thiên kiếm, thần sắc 10 phần âm trầm, nếu như không được, hắn chỉ có thể vận dụng mình lá bài tẩy thủ đoạn, đại thiên trọng lâu trưởng cũng hoặc là chỉ thủy nhất kiếm. Giúp ta giúp một tay. Diệp Thần đối Già Thiên Ma Đế truyền âm nói, tiếp theo hắn như một cái đại bàng vậy dương cánh lên, cướp trên trời cao, cả người thân hình nhẹ nhàng như yến, giống như là bay lượn ở trên mặt biển một cái hùng ưng, tóe ra biến dạng thời không phép tắc hơi thở. Già Thiên Ma Đế tỉnh bơ, sử dụng trên mình khác như nhau pháp bảo, ma vô cùng huyền đao. Thanh đao này mặc dù cũng không tiến vào thái thượng thần khí hàng ngũ, nhưng từ một khía cạnh khác mà nói, không kém gì thất sát vạn ma bình. Chính là loại phòng ngự tuyệt cao thần khí. Già Thiên Ma Đế thúc dục thanh đao này, màu vàng sậm khí từ đất bằng phẳng bay lên, thẳng lên trời cao, thật là phải đem cái này phiến hư không ảo ảnh cho lật. Hắn vận dụng thanh đao này, là Diệp Thần xây dựng dậy một đạo kiên cố phòng tuyến. Diệp Thần vận dụng luân hồi huyết mạch uy lực, có một hồi khí thức cổ xưa, thẳng sông lên trời cao, lan tràn ra, xa xa không tìm được bờ bến. Hư không tầng mây tản ra, thiên địa chia ra, mà ở đó hư không chỗ sâu, có một cái bàn tay chậm rãi đưa ra, thật giống như đem mảnh thiên địa này hoàn toàn trấn áp. Diệp Thần như một tôn trong ngủ mê đại Phật, chắp hai tay, đứng yên tại bầu trời bên trong, vậy gió lớn đem hắn áo khoác thổi được vù vù vang dội, nhưng không cách nào để cho hắn thân hình nhúc nhích chút nào. Hắn bỗng nhiên lúc này mở hai mắt ra, ở giữa thiên địa, giống như có đại trung ông minh, oanh oanh vang dội. Một bàn tay từ trên trời hạ xuống, tựa hồ sao băng rơi xuống, vẫn thạch sụp đổ, mang theo cuồn cuộn lửa cháy bừng bừng, ngang nhiên rơi xuống. Đại thiên trọng lâu trưởng chính là cửu thiên thần thuật trong đó thứ nhất thần thuật, tu luyện độ khó cực cao. Cho dù cửa này thần thuật là dành riêng cho luân hồi chi chủ, Diệp Thần cũng không từng hoàn toàn hiểu thấu đáo, theo hắn thực lực tinh tiến, đại thiên trọng lâu trưởng uy lực chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Trước khi đại thiên trọng lâu trưởng, có thể nói là động tuyệt thiên. Hiện tại có thể xưng là thông suốt hư không. Vậy uy áp ngập trời, khí tượng rộng lớn, giống như có vô số cái thế giới vô biên ở trong đó chìm nổi, chư thiên vạn giới, đều ngưng tụ ở một trưởng oai. Một trưởng này đánh ra lúc đó, Diệp Thần trong cơ thể luân hồi huyết mạch, hoàn toàn cháy, hóa thành một cổ tinh thuần lực lượng, phụ tại trên lòng bàn tay. Phịch, giống như là kinh mạch nổ tung, mạch máu tan vỡ, vô tận luân hồi lực lượng vậy trào hiện ra, vô cùng vô tận, miễn cưỡng không ngừng. Động trời khí thế, giống như một cái tránh thoát vạn cổ trói buộc rồng thần, nhô lên, dương nanh múa vuốt, uy phong lẫm lẫm, không thể nhất thế. Vậy núp trong bóng tối thần bí sinh linh cũng bị như vậy kim quang chiếu sáng, lộ ra nguyên hình. Lúc đầu hắn là sống nhờ ở vạn ma cổ trên khay một cái linh chuột, cả thân da lông nhăn nhíu bẩn thỉu kém, rớt một khối lại một khối, lộ vẻ được vô cùng đổ nát già nua. Làm hắn phát hiện mình nguyên hình lộ sau khi đi ra, kinh hô một tiếng, nhanh chóng thúc dục cổ bàn, đi hắc ám chỗ sâu chui đi. Mà lúc này Diệp Thần nơi đánh ra đại thiên trọng lâu trưởng, vậy tới ở chân trời. Huyết sắc kia kết giới, căn bản không có bao nhiêu sức đề kháng, ở như vậy thần uy dưới, sụp đổ làm tan rã, từ bể tâm điểm nhanh chóng lan tràn, bước ngang qua mấy 10 triệu cây em kết giới, ngay tức thì bể tan tành. Này vậy cảnh tượng, nhiếp tâm hồn người, hoảng sợ không thôi. Liền Già Thiên Ma Đế cũng là ngây ngẩn, chợt, hắn bắt cơ hội, lập tức xác định một phương hướng, chỉ cần từ nơi này nhảy tới, liền có thể lao ra cái này phiến hắc ám cấm khu. Chạy ra khỏi hắc ám cấm hải sau đó, cựu Nhật Minh sức ảnh hưởng đem sẽ thật to suy yếu, khi đó tìm một chỗ trốn, liền có thể tránh được đuổi bắt. Thần bí sinh linh vừa định trốn chỗ tối, lại bị đột nhiên đánh tới chấn động hơi thở đánh ngã, liền trước trên đất lộn hết mấy vòng, vốn cũng không nhiều chuột mao, lại cởi gần một nửa, để cho hắn đổi được sợ hãi không thôi. Không, không thể nào. Nó giọng 10 phần kinh hoàng, nhưng là nhưng không nửa điểm tác dụng.
nên phá, vẫn là phá. Đây chính là từ hoang cổ niên đại thì có pháp trận cổ xưa, có thể chiếm đoạt hết thảy pháp thuật thần thông uy lực, đem người khốn tới chết già, chỉ bằng ngươi cái này còn không bước vào thiên quân tiểu tử, làm sao có thể phá được. Cái này linh chuột ngồi yên ở một mảnh phế tích bên trong, tự lẩm bẩm, đầy mặt không dám tin. Cho dù là ở hoang cổ niên đại, cái đó chúng thần quần khởi thời đại, hắn cũng không từng gặp qua sát chiêu cường đại như vậy, có thể đem hắn trận pháp phá hỏng. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn hôm nay thực lực không còn năm đó một thành, không cách nào chống đỡ pháp trận vận chuyển, ngược lại cũng về tình thì có thể lượng thứ. Diệp thần có thể không có công phu phản ứng hắn, cái này hai đạo đại chiêu xuống, hắn khí lực hao phí không thiếu, thậm chí mơ hồ có chút thương thế, sợ rằng tiếp theo muốn nghỉ ngơi một hồi, mới có thể tiếp tục chiến đấu. Chúng ta đi. Già Thiên Ma Đế dìu đỡ Diệp thần, vừa định vượt qua cái này phiến hư không. Bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác, lui về phía sau hơn ngàn mét. Hắn mới vừa nơi đợi địa phương, một đạo lôi điện thẳng đánh xuống tới, đem nơi này không gian quy tắc cho khuấy thành cặn bã. Già Thiên Ma Đế xem hướng lên trên vậy hư không cuối, có mấy đạo nhân ảnh tiếp liền đi ra. Chính là Hoang Cổ Thiên Ngưu cùng cô gái đồ xanh, hai người đều cầm ký hiệu vũ khí, hơn nữa cô gái đồ xanh trong tay ngọc tỷ bà. Đến rộng rãi địa giới, chính là vô thượng khoảng cách xa công kích thần khí. Một đầu khác, Lạnh Ngàn Yêu cùng Hắc Cách Xoay Vương cất bước ra, bọn họ không cùng Diệp Thần chính diện giao thủ qua, nhưng mới vừa cũng cảm nhận được liền vậy động trời minh mông trưởng ý, lúc này, mặt đầy đều là cảnh giác cùng phòng bị. Già Thiên Ma Đế, người vốn là vô thiên bệ hạ đồ đựng, liền chớ có vùng vẫy, có thể bị làm vô thiên bệ hạ đồ đựng, đây là ngươi cực lớn vinh quang. Hắc Cách Xoay Vương ngẩng đầu lên, hình dáng cao ngạo thêm tự tin, hắn tay áo bảo nhẹ nhàng vung lên, nguyên bản tan rã hư không lập tức đổi được cấm kỵ trùng trùng, lần nữa khôi phục vốn là dáng vẻ, thậm chí so với trước kia càng vững chắc. Cái khác mấy tên ma tướng giống vậy khí thế hung hăng, đem Diệp Thần hai người vây lại. Mà lúc này, Tiểu Hoàng, Thần Độ Uyển Nhi cùng Vũ Chỉ Giao cũng từ Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp bên trong đi ra. Các nàng cũng không muốn trơ mắt nhìn Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế lấy thiếu địch hơn. Diệp Thần nhìn chằm chằm vậy Hắc Cách Xoay Vương, thần sắc dần dần ngưng trọng. Người này thực lực, sợ rằng đã vượt qua tầm thường ma tướng cùng tinh thú, bởi vì hắn căn bản là không cách nào nhìn thấu bên trong sâu cạn. Còn dư lại mấy tên ma tướng đều là thuộc về trạng thái cường thịnh, dựa hết vào mấy người bọn họ, sợ rằng không cách nào phá quan. Thần Độ Uyển Nhi cắn một cái hàm răng. Lúc này Diệp Thần bị thương, chủ yếu nhất chiến lực không cách nào đi vào chiến đấu, đem sẽ là rất lớn tổn thất. Đã như vậy, vậy nàng cũng chỉ có thể vận dụng gia tộc cấm địa tuyệt học. Nàng nhắm hai mắt lại, cùng võ uy thiên kiếm tâm ý tương thông, tay phải cầm chuôi kiếm, mà tay trái chính là dần dần hiện ra một đạo bao la cổ ý, ở trong đó có sấm sét quấn quanh, không lâu lắm, liền ngưng tụ thành một viên chập chờn 10 phần rung động kinh người quy luật cầu. Hắc ám cấm thuật, sấm sét chết yểu. Thần Độ Uyển Nhi lần này ánh mắt đoạn tuyệt, coi như là liều mạng trọng thương rơi xuống giá phải trả, nàng vậy tuyệt sẽ không để cho Diệp Thần bị bất kỳ tổn thương. Đang nàng chuẩn bị bước ra một bước, nghênh chiến cửu địch thời điểm, bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện ở trước mặt. Già Thiên Ma Đế. Hắn chẳng biết lúc nào, dìu đỡ Diệp Thần đi tới nàng trước mặt, trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười ôn hòa. Hắn liền giao cho ngươi chiếu khán. Vừa nói, Già Thiên Ma Đế đem Diệp Thần đẩy tới Thần Độ Uyển Nhi trong ngực, làm hắn lại là kinh ngạc, lại là nghi ngờ. Bởi vì hắn còn vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ, để cho Diệp Thần tạm thời không cách nào nhúc nhích. Này cùng thủ đoạn nhỏ, muốn ở Diệp Thần không đề phòng dưới tình huống mới có thể tạo được hiệu quả. Diệp Thần lại sao sẽ đối với bạn mình đề phòng đâu, vì vậy liền không cẩn thận liền trúng Già Thiên Ma Đế kế. Vừa nói, Già Thiên Ma Đế thân hình lần nữa chớp mắt. Một đạo hư không sóng gợn từ trên trời hạ xuống rơi, cầm hắn cùng mọi người ngăn cách ra. Vũ Chỉ Giao cùng Già Thiên Ma Đế tâm ý tương thông, trước nhất đoán được hắn muốn làm gì, trong thoáng chốc khuôn mặt nhỏ nhắn đổi được vô cùng trắng bệch. Ma Đế ca ca, không muốn à? Vũ Chỉ Giao muốn cùng xông ra, nhưng phát hiện mình cũng không cách nào nhúc nhích. Già Thiên Ma Đế cũng cho nàng bày hạng nhất cấm chế. Giao Nhi, người đi theo ta cùng nhau. Chưa từng có trên cuộc sống yên tĩnh, là ta sai lầm, để cho ngươi lang bạc kỳ hồ liền lâu như vậy, hiện tại, ta chẳng muốn lại để cho ngươi qua như vậy cuộc sống. Già Thiên Ma Đế giống như lầm bầm lầu bầu,
lẩm bẩm nói, hắn quơ lên tay áo bào, một hồi gió lớn thổi qua, đem vậy mấy tên ma tướng toàn bộ chắn. Phú Chỉ Giao nghe lời nói này, đã là lệ rơi đầy mặt, khóc lóc vượt quá, nàng nơi nào không rõ ràng Giả Thiên Ma Đế đối với nàng cảm tình. Nhưng nghĩ đến hai người sắp sinh ly tử biệt, chính là mọi thứ muốn nhớ ở trong lòng, không cách nào diệt đi. Thân đồ cô nương, phiền toái đem người bọn họ mang tới nơi an toàn, nơi này liền giao cho ta. Giả Thiên Ma Đế cũng không quay đầu lại nói. Hắn không muốn trở về đầu, không muốn để cho Vũ Chỉ Giao thấy hắn trong mắt dũng động không thôi tình. Đời người đến cuối, chung có biệt ly, vạn cổ thành không, có lẽ cái này sẽ là hắn cùng Diệp Thần, Vũ Chỉ Giao các người thấy một lần cuối. Nhưng hắn chút nào không hối hận. Tại bằng hữu mà nói, hắn có Diệp Thần như vậy có thể xả thân lấy nghĩa đến chết Chi Giao. Tại người yêu mà nói, hắn còn có Vũ Chỉ Giao, cái này cùng lưỡng tình tương duyệt, cộng phó luân hồi đạo lữ. Vô luận là ở đâu một mặt, hắn đều thu được chân chính thỏa mãn, viên kia bể tan tành đạo tâm, vậy dần dần xu hướng tại viên mãn. Cuộc đời này đã không tiếc, hoặc là nói có tiếc nuối đời người, mới có thể được gọi làm người sinh. Thân độ Uyển Nhi thần sắc trở nên có chút phức tạp, nàng vốn là dự định tự mình tới gánh, nhưng hiện tại Giả Thiên Ma Đế nếu ra mặt. Vậy nàng liền lựa chọn thu tay lại. Được, ta nhất định sẽ đem các nàng dây nịt an toàn đi ra ngoài. Thân độ Uyển Nhi cho tới bây giờ thì không phải là cái không quả quyết, còn cái tình trường người, nàng hơi ra một cây chùm ánh sáng dây thừng, đem Diệp Thần cùng Vũ Chỉ Giao toàn buộc lại. Tiểu Hoàng, mở đường. Thân độ Uyển Nhi nói. Tiểu Hoàng ánh mắt cũng có chút vùng vẫy, hắn mười phần muốn đi giúp Giả Thiên Ma Đế giúp một tay. Nhưng lúc này hai đầu chọn lựa, chỉ có thể chọn một mà thôi. Tiểu Hoàng ngoan hạ tâm lai, đỏ xanh hai con ngươi không đi bên kia nhìn. Nó điều động ác mộng lực lượng, ở nơi này phiến trong hư không buộc vòng quanh vô hình mộng, lấy phá vỡ nhà tù cấm chế. Thân độ Uyển Nhi lại là hơi ra võ uy thiên kiếm, cuồn cuộn vô địch, cơ hồ phải đem cái này phiến bầu trời ép vỡ. Phá! Nàng bóng đẹp lược động, chém ra hư không khe hở, nhưng cực kỳ không ổn định. Phía đối lập mấy tên ma tướng thấy vậy rối rít thần sắc hơi chăm chú, bọn họ nhiệm vụ chính là muốn chặn lại Diệp Thần các người. Nếu để cho kỳ thành công chạy trốn, liền sẽ coi là nhiệm vụ thất bại. Vô Thiên Bệ Hạ đã nói, vô luận như thế nào đều phải đem Vũ Chỉ Giao cho bắt trở lại. Bên trên, bốn đại ma đem đồng thời ra tay. Mà ở nơi này minh mông trong hư không, bốn cổ minh mông sáng chói lực lượng bay lên, biện thành trật tự thần lưới, làm người ta xem một chút, liền sinh lòng sợ hãi. Giả Thiên Ma Đế nhàn nhạt nhìn bọn họ một mắt, lấy thân thể ngăn cản ở trước mặt. Trên đỉnh đầu, thất sát vạn ma bình xoay tròn bay lên trời cao, trong thoáng chốc vỡ ra. Cái này một bạo, làm cho cả hư không cũng yên lặng ở vô tận mây đen trong đó, từ tầng mây kia bên trong bay ra mấy trăm triệu chỉ quả đen, bọn chúng thú mâu đổi đến đỏ bừng vô cùng. Vậy bốn đại ma đem khí thế, nhất thời liền bị đè xuống. Những thứ này quả đen tựa hồ đưa tới không gian phép tắc lực lượng, chung quanh khí lưu cũng đổi được rối loạn rất nhiều. Cái này phiến hư không thọc sâu vô hạn bên trong, nhưng là hiện tại tựa hồ phải bị cái này quả đen cho lấp đầy, liền mấy tên ma tướng cũng là bầy trận mà đợi, không cách nào ra tay. Giả Thiên Ma Đế, ngươi là điên rồi sao? Lại dám ở chỗ này nổ thất sát vạn ma bình, ngươi sẽ không sợ dung sụp hư không sao? Đến lúc đó ngươi vậy không chạy khỏi. Hoang Cổ Thiên Ngưu hổn hển, hắn dung chuyển trong tay súng trường, nhưng phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không cách nào đột phá tầng này cuồng bạo quả đen tạo thành phong tỏa. Cái khác mấy tên ma tướng vậy hoảng hồn, cái này thất sát vạn ma bình nhưng mà ẩn chứa đại lộ bổn nguyên lực lượng, liên thông thiên địa, nếu như người cầm được muốn lấy này tự bạo, hắn tản ra uy lực có thể phát triển tới mấy trăm tỷ lần. Liền liền ngay ngắn một cái mảnh tinh không, đều không cách nào chịu đựng như vậy nổ. Huống chi là mấy người bọn họ. Liền gần đây không hề bận tâm hắc cách xoay vương vậy không bình tĩnh. Lớn tiếng giống giận, để cho Giả Thiên Ma Đế nhanh chóng dừng tay. Giả Thiên Ma Đế đứng ở mấy trăm triệu chỉ quả đen quanh quần hội tụ trung tâm, là cuồn cuộn mây đen trong đó duy nhất ánh sáng, hắn bạch bào tung bay, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt bình tĩnh lại ổn định. Nếu như có thể kéo các ngươi chôn theo, đó cũng là một chuyện tốt tình. Giả Thiên Ma Đế cười một tiếng. Hắn đã hoàn toàn nổ thất sát vạn ma bình, tự thân cũng đã bị nổ thần khí coi là địch đối người. Bao ở trong đó, không cách nào đi ra ngoài.
Thời khắc cuối cùng, hắn quay đầu đi vậy hư không bên bờ nhìn một cái. Thân độ Uyển Nhi đã kéo mấy người còn lại đứng ở bên kẽ hở, ánh mắt nhìn về hư không trung ương, tràn đầy phức tạp cùng tiếc nuối. Diệp Thần ánh mắt đều đỏ, nhưng không biết làm sao không thể nhúc nhích, căn bản không cách nào thi lấy giúp đỡ, mà Vũ Chỉ Giao chính là nước mắt cuồng trào, một đôi mắt đẹp trong đó hàm chứa nồng nặc khẩn cầu. Già Thiên Ma Đế mặt nở nụ cười, dứt khoát quay đầu. Hắn nhắm lại hai tròng mắt, chờ đợi tử vong phủ xuống. Mà thân độ Uyển Nhi cũng đem cổ tay run một cái, mang còn dư lại mấy người trốn ra cái này phiến hư không kẽ hở, xuyên qua cuồn cuộn mà đến hư không chảy loạn sau đó, bọn họ trốn ra hắc ám biển, rơi vào một cái hải vực bầu trời. Đây là một phiến vô tận hải vực, lúc này đang có một đầu khổng lồ hải thú ở mặt nước ẩn núp, thấy có con mồi rơi xuống, nó dương ra vậy răng nanh gắn đầy miệng to, quăng ra một chồng tanh hôi chất nhờn. Cái này trên lưng chiều dài một cái răng lớn cuồng đao hải thú, còn không thấy rõ thức ăn là bộ dáng gì, chỉ gặp một đạo kiếm quang tránh tới, ngay tức thì đem nó chém thành hai khúc, máu hòa lẫn nội tạng, rào 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 rơi vào vùng biển trên. Thân độ Uyển Nhi liền vung, Diệp Thần đám người thân hình liền rơi xuống ở một tòa trên cô đảo, mà chính nàng chính là đạp vậy hải thú thân thể không lành lặn ở trên mặt biển bay vút mấy chục dặm, hạ xuống trên đảo. Lúc này, Diệp Thần đã khôi phục năng lực hành động, hắn trong mắt lửa giận bay lên, quả đấm tràn đầy áo não đấm trên mặt đất. Hắn rất rõ ràng Già Thiên Ma Đế tính tình, hẳn đã sớm phải đề phòng hắn mới đúng. Tên này có thể là huynh đệ và người yêu bỏ ra sinh mạng, ở không tiếc. Vũ Chỉ Giao cũng vậy, nàng tê liệt ngồi dưới đất, chán nản không dứt, cả người đã đờ đẫn. Diệp Thần lực tự kiềm chế rất mạnh, không bao lâu liền từ bi thương căm hận trong tâm tình của khôi phục như cũ. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu hoạch định phía sau muốn làm như thế nào. Việc đã đến nước này, không cách nào vãn hồi, tiếp theo chính là phải chiếu cố thật tốt Vũ Chỉ Giao. Mới sẽ không phụ lòng Già Thiên Ma Đế giao phó. Mà ngay lúc này, hắn nghe được chân trời đầu xa, có một tiếng vang thật lớn truyền tới, ngay sau đó, chính là cuồn cuộn hơi thở hạ xuống. Vậy đạo hơi thở, phảng phất từ u minh suối vàng tới, vô số ác quỷ oan hồn gầm thét, hội tụ ở trong hư không. Cửu u lực lượng, chấn nhiếp thiên địa, hắc ám biển không người nào có thể chống lại. Mấy người bọn họ lúc này trốn ra hắc ám biển, nhưng vẫn cách nơi đó không xa. Thân độ Uyển Nhi vậy phát giác cái này một hủy thiên diệt địa hơi thở, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này không do dự nữa, Diệp Thần dẫn đầu thúc đẩy luân hồi huyết mạch, hư bia ở trong khí hải nổi lên, tản mát ra lấp lánh chói lọi, trực tiếp xé ra trước mặt không gian. Đi, là ma tổ vô thiên tới. Diệp Thần kéo Vũ Chỉ Giao, mang tiểu hoàng, chui vào vậy trong hư không. Mà tại không gian lối đi biến mất một khắc kia, chân trời mây đen lăn lộn, một cái đen nhánh bàn tay từ trên trời hạ xuống, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, vỗ vào Diệp Thần các người mới vừa chỗ ở trên đảo biệt lập. Nháy mắt tức thì, chu vi mấy trăm ngàn cây số nước biển, toàn bộ đều bị bốc hơi hầu như không còn. Cuộc sống ở trong đó cá biển hải thú, không một không phải mấy hơi thở toi mạng. Ao ao, uy áp chấn nhiếp. Vậy ma thủ chậm rãi nâng lên, một đôi mắt quét nhìn cái này vùng biển mặt bằng. 10 triệu cây em ra, may mắn còn sống sót các loại sinh vật đều là bò lổm ngổm trên đất, không dám nhúc nhích, nghênh đón quân chủ thẩm phòng. A, à, vẫn là chậm một bước sao, quả nhiên là luân hồi chi chủ à, trời xanh lưng đeo đại khí vật, luôn có thể ở giây phút sau cùng chạy khỏi. Bất quá ngươi vừa có thể trốn bao lâu đây, cuối cùng là phải đối mặt. Thanh âm kia càng lúc càng xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở nơi này phiến chân trời, chỉ để lại vô số đổ nát thê lương. Diệp Thần các người chân trước bước vào hư không, nhanh chóng thoát đi, như cũ cảm nhận được liền vậy theo sát mà đến cuồn cuộn ma khí. Mới vừa người xuất thủ là ma tổ vô thiên sao? Thân độ Uyển Nhi không khỏi hỏi. Vậy cổ ma khí thật sự là quá đáng sợ, thà so với, bọn họ trước thi triển tất cả loại thần thông cùng thủ đoạn, nhất định chính là Khoa Nhi Đồng. Diệp Thần gật đầu một cái, sắc mặt thâm trầm. Nhưng đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ma tổ vô thiên lần này nhất định là giáng xuống một cái phân thân, nhưng cái này một cái phân thân sợ rằng cùng trước kia không cùng, là chân chính thoát thai tại ma tổ vô thiên đạo cơ. Cái này một cái phân thân đuổi hướng nơi này, mục tiêu chủ yếu chỉ sợ sẽ là ngăn cản Già Thiên Ma Đế tự bạo. Thứ hai mục tiêu, có lẽ chính là để bắt bọn họ. Yên tâm đi,
chỉ cần ma tổ vô thiên ra tay, giả thiên ma đế liền không chết được, hắn có thể sẽ không để cho dung khí của mình như vậy bị hủy xấu xa. Diệp thần lên tiếng an ủi nói. Vũ chỉ giao lau khô nước mắt trên mặt, gật đầu một cái, chẳng biết tại sao, nàng lúc này lại cảm thấy có chút vui mừng. Giả thiên ma đế rơi vào ma tổ vô thiên trong tay, ở hoàn toàn đoạt xác trước, còn có một phần còn hy vọng sống sót. Nhưng nếu là tự bạo, đó chính là hình thần câu diệt. Lại không phục hy vọng sống. Mấy người nhất thời cảm thấy rợn cả tóc gáy. Ma tổ vô thiên mang đến khí thế thật sự là quá đáng sợ, đã vượt qua cái này phiến thời không hạn chế. Nếu không phải Diệp thần vận dụng hư bia lực lượng, giúp hắn mấy người chạy khỏi, sợ rằng bọn họ hiện tại đã trở thành tù nhân. Diệp thần lợi dụng luân hồi huyết mạch lực lượng, vượt qua mấy chục cái cửa hư không, trở lại Bắc Mãng tổ địa. Đến sau đó, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Đoạn đường này tới nay, trải qua gian nan hiểm trở thật sự là quá nhiều, Diệp thần cũng không nghĩ tới, vậy cái thần bí trên đường lại sẽ có nhiều như vậy ngăn trở người. Cho nên nói kết cục không rõ lắm hoàn mỹ, nhưng việc đã đến nước này, không có biện pháp nào khác. Đi qua sau trận chiến này, thần đồ Uyển Nhi muốn trở lại Thái Thượng Thế Giới, tới xử lý một ít chuyện tình. Diệp thần hơi có chút không thôi, ở hỗn độn không gian trước đợi thần đồ Uyển Nhi tạm biệt. Trở lại lúc đó, thấy Vũ Chỉ Giao ngồi ở một phiến xanh cỏ xanh đất bên bờ, đôi mắt thất thần, nhìn về phía vậy cắt kim loại thành một phiến hỗn loạn không gian tổ địa phong cảnh. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra. Diệp thần đi tới Vũ Chỉ Giao trước mặt, chắc chắn nói. Có thể Vũ Chỉ Giao nhưng là chậm rãi lắc đầu, không, ngươi đã làm được đủ nhiều rồi, nếu như ta là hắn, vậy không hy vọng ngươi lần nữa lấy thân phạm hiểm. Ma tổ vô thiên thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, hiện giai đoạn chúng ta không người nào có thể chống lại. Diệp thần nghe xong, yên lặng không nói. Hắn cũng từng suy tư qua cái vấn đề này, tại sao phải đi cứu giả thiên ma? Biết rõ núi có hổ, nghiêng về hổ sơn được. Đi hắc ám cấm hải có lẽ sẽ để cho hắn bị thương nặng, thậm chí chết, liền luân hồi chi chủ đại khí vận cũng không cách nào bảo vệ hắn. Nếu không phải đi, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, mà không sẽ gặp phải quấy nhiễu. Thế nhưng dạng tới một cái, liền vi phạm hắn đạo tâm, tu luyện về sau có thể sẽ gặp phải rất ảnh hưởng lớn, thậm chí trở thành đột phá trên đường tâm ma. Giả thiên ma đế tại hắn mà nói, là 10 phần trọng yếu đồng bạn, hơn nữa trước nhiều lần ở nguy nan giây phút dành cho hắn trợ giúp. Lần này ân tình, Diệp thần tuyệt sẽ không quên. Nếu như thấy chết mà không cứu, vậy thì không phù hợp Diệp thần phong cách. Yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp, ma tổ vô thiên cố nhiên rất mạnh, nhưng chỉ cần đem kéo, chúng ta liền có cơ hội. Diệp thần trầm tư hồi lâu, nói ra lời nói này. Vũ Chỉ Giao cảm nhận được liền hắn quyết tâm, vậy hết sức rõ ràng, Diệp thần dị bẩm thiên phú, huyết mạch vượt trội, tương lai nhất định là muốn lên đỉnh đỉnh thế giới nhân vật lớn. Nhưng ở nàng nhìn lại, hôm nay Diệp thần còn chưa đủ để và ma tổ vô thiên chống lại, chiến thắng tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Nàng há miệng một cái, còn muốn nói gì? Chợt, Diệp thần đứng dậy cáo từ, chuyện này hắn không thể không làm, người nào đến khuyên cũng vô ích. Hắn tìm được Nhâm Phi Phàm bế quan động phủ, để cho hắn bất ngờ phải, Nhâm Phi Phàm tựa hồ đã sớm ở chờ mình. Đồng thời, Diệp thần phát hiện, Nhâm Phi Phàm bên người lại nhiều một vị nữ tử. Vị nữ tử này chưa từng gặp qua, nhưng lại có cực mạnh cảm giác quen thuộc. Phụ nữ kia nhìn một cái Nhâm Phi Phàm, cười một tiếng khuynh thành, luân hồi chi chủ, thật lâu không gặp. Diệp thần ngẩn ra, mới vừa muốn nói cái gì, phụ nữ kia nhìn một cái Nhâm Phi Phàm, liền biến mất ở giữa trời đất. Diệp thần không nghĩ nhiều nữa, hiện tại chủ yếu nhất, chính là suy tính như thế nào có thể đến cựu Nhật Minh trụ sở chính, cứu giả thiên ma đế. Đi cựu Nhật Minh trên đường khó khăn trùng trùng, bọn họ đã xông qua một lần, sợ rằng lần thứ hai đi, phòng ngự cấp bậc sẽ càng phát ra xâm nghiêm. Nhâm tiền bối, hiện tại chúng ta có biện pháp gì có thể đi cựu Nhật Minh? Diệp thần cau mày, mở miệng hỏi nói. Nhâm Phi Phàm chính là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hắc ám cấm hải cơ hồ đều là ma tổ vô thiên địa bàn, chỗ sâu nhất cựu Nhật Minh ở nơi đó bố trí nặng bao nhiêu cường giả, dựa hết vào các ngươi cái này mấy người, sợ rằng không cách nào xông vào. Nhâm Phi Phàm đúng sự thật nói, hắn dĩ nhiên cũng phải giúp Diệp thần một cái, nhưng không phải là đối phó những cái kia tạp binh. Như hắn cấp bậc như vậy cường giả, đã du ngoạn đỉnh thế giới, nhất cử nhất động,
thậm chí một lời một hành động cũng có thể ảnh hưởng thiên đạo quy tắc, thay đổi một khối thế giới vận mệnh lưu chuyển. Nếu như đối người hạ giới tùy tiện ra tay, trừ sẽ dính không cần phải nhân quả ra, còn sẽ đưa tới thiên kiếp. Thiên đạo nhìn như đã xảy ra chuyện, nhưng hắn quá mức huyền diệu có thể cho rằng hắn không tồn tại, cũng có thể cho rằng, hắn một mực đang duy trì chư thiên vạn giới thăng bằng, ai nếu như xúc phạm quy luật, ai liền sẽ chịu đựng thiên đạo lửa giận. Thiên đạo xem không thấy không sờ được, thậm chí không có ý thức tồn tại, nhưng nó liền vắt ngang ở chư thiên vạn giới bên trên. Vạn vật sinh trưởng, thủy triều lên xuống, sinh ly tử biệt, duyên tới duyên đi. Hết thảy các thứ này, cũng có thiên đạo an bài. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thiên đạo chính là tự nhiên vạn giới quy luật. Cường đại như vũ hoàng cổ đế, cũng được tuân theo thiên đạo ý chí, sẽ không đối với kháng chư thiên, hoặc là nói không dám đối kháng chư thiên ý chí. Như vậy có thể gặp, cái gọi là thiên đạo, đối với thế giới hiện thật cường giả mà nói, là khác một tầng diện lực áp chế tính. Diệp thần vậy biết rõ trong đó hơn thiệt, hắn dĩ nhiên sẽ không cần cầu nhâm phi phàm đối những cái kia tạp binh ra tay. Nhưng nếu là muốn cứu ra giả thiên ma đế, nhất định phải nhâm phi phàm ra mặt, ngăn lại ma tổ vô thiên. Cái này mới là trọng yếu nhất. Vì vậy nhâm phi phàm thành tựu lớn nhất lá bài tẩy, không thể tùy tiện bày ra. Mà lần này, Diệp thần trong lòng đã có kế hoạch. Nhâm tiền bối, ta dự định triệu tập chư thiên vạn giới thế lực, hướng cựu Nhật Minh tấn công. Hắn ở trên trời người vực, địa tâm vực, bao gồm hắc ám cấm hải, đều lưu lại một ít thế lực. Lúc này nếu như triệu tập lại, có thể tạo thành không nhỏ trợ lực. Nhâm phi phàm hơi ý động, vậy thì xem chính ngươi, giai đoạn trước ta thì không cách nào xuất thủ, nhưng ta sẽ vẫn nhìn chằm chằm vào ma tổ vô thiên, những người khác thì cần ngươi tự nghĩ biện pháp để giải quyết. Được, lần này, ta nhất định phải cứu ra giả thiên ma đế. Diệp thần trong mắt, hiện ra vô cùng kiên quyết tín niệm. Hắn lập tức lên đường, đi hắc ám cấm hải vô tận hải vực. Nơi đó là ba đại cổ tộc nơi dừng lại. Hôm nay thiên hy cổ tộc, đã nghiêm trọng thế nhỏ, căn bản lật không dậy nổi bất kỳ sóng gió. Huyền chân cổ tộc là xứng đáng không thẹn người dẫn đầu, từ xuất thế sau đó, nhân tài lớp lớp xuất hiện, ngày càng lớn mạnh. La sinh cổ tộc chính là theo sát phía sau, một lần hành động thay đổi năm đó chán trường thế, hiện tại vậy đang đứng ở phồn thịnh hướng vinh giai đoạn. Diệp thần phân biệt gặp mặt huyền chân lão tổ cùng xâm la thiên quân. Hai người đều là không chút do dự mượn binh cho Diệp thần phái đi tấn công cựu Nhật Minh. Bọn họ ba đại cổ tộc vốn là cùng cựu Nhật Minh thế như nước lửa, lẫn nhau không tương thích, chẳng qua là khoảng cách quá mức xa xôi, mới biết trông nom riêng mình địa bàn, không có ra tay. Nhưng trận chiến này, cuối cùng sẽ sắp đến. Bọn họ hành động này vậy tương đương với ném vào luân hồi trận doanh, cùng ma tổ vô thiên là địch. Trong đó huyền chân lão tổ rõ ràng nhất Diệp thần chỗ đáng sợ. Hắn không chút do dự lựa chọn ủng hộ Diệp thần, cố nhiên là bởi vì Diệp thần thân cái luân hồi huyết mạch, trời xanh lưng đeo đại khí vận. Mà một phương diện khác, cũng cùng Huyền Hàn Ngọc có liên quan. Huyền Hàn Ngọc cùng huyền chân cổ tộc cổ xưa trên bức họa nhân vật, 10 phần giống in, tuy nói Huyền Hàn Ngọc không nhớ, nhưng huyền chân lão tổ có thể xác định, hắn cùng huyền chân cổ tộc tuyệt đối có loại nào đó cắt không ra liên lạc. Xâm La Thiên Quân phái binh xuất chiến. Chủ yếu là xem ở nhâm phi phàm mặt mũi. Năm đó nếu là không có nhâm phi phàm xuất thủ cứu giúp, sợ rằng bọn họ nhất tộc đã sớm lâm vào là thôn phệ thú vương thức ăn, tiêu di tại ở giữa thiên địa. Diệp thần lần lượt rời đi huyền chân đảo cùng La Sinh đảo sau đó, cái này mới đi tới đổ nát thiên hy đảo. Hắn một thân một mình, vui mừng không sợ. Mà thiên hy đảo người sớm đã đem Diệp thần coi là cấm kỵ, thấy Diệp thần tới đây, hù được hoảng không chừa đường. Ta muốn gặp các ngươi lão tổ. Diệp thần đi thẳng vào vấn đề, không khách khí chút nào nói. Những cái kia thiên hy đảo tộc nhân vừa sợ vừa nghi, cuối cùng vẫn là mang Diệp thần, đi tới vậy thiên hy lão tổ ẩn cư cấm địa lối vào. Diệp thần một đường cưỡi ngựa ngắm hoa, quan sát thiên hy trên đảo tình huống, không khỏi chép miệng một cái. Khoảng cách lần trước thiên hy đảo đại chiến đã qua hồi lâu, nhưng hôm nay thiên hy đảo vẫn là tàn tạ không chịu nổi. Chỉ có le que mấy tòa kiến trúc san sát, phần lớn đệ tử cũng ở tại tạm thời xây dựng đơn sơ kiến trúc bên trong, tu luyện, nghỉ ngơi, không còn ngày xưa vinh quang. Diệp thần mở ra luân hồi thiên nhãn, có thể mơ hồ thấy, vậy thiên hy đảo bầu trời, có ẩn tính phù văn quy tắc dưới áp chế tới,
khắp nơi phân bố, đây cũng là đưa đến Thiên Hy đảo không cách nào khôi phục nhanh chóng nguyên nhân chủ yếu một trong. Thiên Hy lão tổ ở một lần kia đại chiến trong đó, vậy bị chút tổn thương, từ nay về sau một mực ở tổ địa trong đó bế quan tu luyện, chưa từng bước ra nửa bước. Đối mặt Diệp Thần tên này khách không mời mà đến, hắn lúc bắt đầu là không muốn tiếp kiến. Nhưng Diệp Thần không có để ở trong lòng, ngược lại không coi ai ra gì xông vào trong đó, hắn bày cấm chế đối hắn không dậy phân nửa tác dụng. Đối với Thiên Hy lão tổ cố ý đóng cửa không ra, Diệp Thần cũng không có lựa chọn hô to kêu to, tức miệng mắng to. Hắn đi ở cái này cổ thụ chọc trời, hoa cỏ khắp nơi tổ địa trong đó, không khỏi được cảm khái, cái này lão tổ tông địa phương ẩn cư chính là tốt, linh thảo linh dược, khắp nơi đều là. Chắc cũng là tùy ý hái hiệt đi. Vừa nói Diệp Thần vung tay lên, trên trăm bụi cây linh dược, liền bay lên không, bị luân hồi lực lượng nghiền ép mà qua, tinh thuần nước thuốc hóa thành một cái thủy long, tiến vào Diệp Thần trong miệng. Theo cổ họng thẳng vào tim tỳ, Diệp Thần khí hải lấy được mới tinh dễ chịu. Tuy nói những linh dược này, cũng không thể đối hắn thực lực tăng lên đưa đến tác dụng, lại có thể làm người ta tâm thần sảng khoái. Lại tới, Diệp Thần tay áo bào một quyển, bên kia, có chừng 10 cây cổ thụ nơi ngưng kết thành thiên địa tinh hoa, cũng bị Diệp Thần quét một cái sạch. Chỉ như vậy, Diệp Thần liên tục quét sạch mấy lần, không chút nào dừng tay ý. Vậy tổ địa ở giữa hai người hộ vệ, xem được vừa tức giận lại đau lòng. Bọn họ mặc dù tức giận, cũng không dám tiến lên ngăn cản. Dẫu sao đây chính là luân hồi chi chủ à, vừa đối mặt là có thể cầm bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy tồn tại. Hơn nữa đã từng đánh bại bọn họ nhất tộc đầu ngọn gió không hai thánh tử Hy Huyền Thiên, như vậy thiên phú, làm người ta sợ hãi không dứt. Cuối cùng, vẫn là có một đạo trẻ tuổi bóng người từ trong cấm địa đi ra. Diệp Thần huynh, người hiện tại hẳn ăn no chứ? Từ vậy từ rừng sâu chỗ đi ra người, thân mặc một bộ thanh bào, không tính là ngọc thụ lâm phong, khá vậy văn chất lịch sự, chính là từng cùng Diệp Thần đã từng quen biết Hy Minh Phượng. Lúc này Hy Minh Phượng chậm rãi đi tới, mặt đầy cười khổ. Hắn cùng Diệp Thần quen biết, cho nên giữa hai bên gặp mặt cũng không địch ý. Thiên Hy cổ tộc bị Diệp Thần đánh tan tành sau đó, Hy Huyền Thiên huynh đệ, một người chết tại chấp niệm, mà một người khác phế tại Diệp Thần tay. Mà cái khác một ít thiên phú xuất chúng đệ tử, chính là ở Diệp Thần trong tay gãy kích trầm xa, hư hại tu luyện căn nguyên, từ đây ngày càng sa sút, căn bản chọn không dậy nổi thế hệ trẻ lớn lương. Bên trái xem bên phải xem, vậy chỉ còn lại có Hy Minh Phượng một người. Hơn nữa Diệp Thần ở trước khi đi, còn tặng cho liền Hy Minh Phượng một đạo cơ duyên, làm trong cơ thể hắn nội thương khôi phục hơn nửa, từ đây tu vi vậy đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh liền trở thành trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Hy Minh Phượng, thật lâu không gặp, gần đây qua được không? Nghe nói ngươi nhưng mà lên làm Thiên Hy cổ tộc thánh tử. Diệp Thần cười cùng hắn chào hỏi. Đối với Hy Minh Phượng, Diệp Thần không có phân nửa ác cảm, ban đầu hắn lần đầu tiến vào Thiên Hy cổ thành lúc đó, chính là Hy Minh Phượng giúp hắn một cái. Hy Minh Phượng thấy lão hữu cũng là cười một tiếng, ta cái này thánh tử, bất quá là đồ có hư danh thôi. So với ngươi đứng lên, kém 108.000 dặm. Hắn gần đây một mực đi theo ở Thiên Hy lão tổ bên người tu luyện, cổ pháp thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã không kém gì năm đó Hy Huyền Thiên. Lúc này mới để cho Thiên Hy lão tổ trong lòng dễ chịu rất nhiều, lập tức cũng đem Hy Minh Phượng coi là truyền nhân. Lão tổ mời ngươi đi vào một tự. Hy Minh Phượng trực tiếp làm, điểm ra mục đích. Được. Diệp Thần tiến vào nơi đây, cố ý quấy rối. Chính là muốn hiệu quả như vậy. Người lão già này ẩn núp ta, vậy ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Liền xem ngươi cái này cấm trong đất bảo bối, có thể hay không kinh nổi ta dày vò. Ở Hy Minh Phượng dưới sự dẫn dắt, hắn xuyên qua vậy một phiến cổ lâm, trước mắt sương mù dày đặc tầng tầng vẹt ra, cuối cùng xuất hiện ở trước mắt là một tòa cung điện, nguy nga lộng lẫy, thở mạnh rộng lớn. Mà vậy cung điện bị bọc ở cụm núi bên trong, bảy màu chim lướt qua, lưu lại thủy hà. Thác nước bay chảy thẳng xuống, nước suối tứng tưng vang dội, linh khí nồng nặc tràn ngập ở giữa thiên địa. Ở chỗ này tu luyện, có thể nói một ngày ngàn dặm. Diệp Thần chậm rãi quét nhìn bốn phía, lúc này cười lạnh một tiếng. Cái này Thiên Hy cổ tộc phát triển không nổi, cũng là có nguyên nhân. Thân là tộc quần trong đó đệ nhất cường giả, Thiên Hy lão tổ bỏ mặc người phía dưới thân ở khốn cảnh, mặc kệ không để ý tới, ngược lại mình ở nơi này trong cấm địa hưởng lạc tu luyện.
độc chiếm tài nguyên. Có cái loại này người dẫn đầu, lại làm sao có thể để cho tộc quần chân chính phát triển. Diệp Thần bước vào cung điện, lúc này Thiên Hy lão tổ đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nơi này thiên địa tinh hoa đều bị hắn hút vào bên trong cơ thể. Một vòng lại một vòng thiên địa linh khí, hóa là thực chất tính chu thiên, ở bên người vận chuyển, hình thành 9 cái luân chuyển vòng tròn. Thiên Hy lão tổ bàn ngồi ở trong đó, hô hấp thổ nạp, những cái kia thiên địa tinh hoa đều là bị hắn hút vào bên trong cơ thể, ở trong kinh mạch lưu chuyển tuần hoàn. Thân là trời quân lão tổ cấp cường giả khác, Thiên Hy lão tổ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nguyên bản hắn ở ba đại lão tổ bên trong, xếp hạng thứ nhất, đột phá tầng thứ cũng là cao nhất. Nhưng trải qua ba đại cổ tộc chiến tranh sau đó, Thiên Hy nhất tộc xu hướng tại bị bại, thiếu chút nữa bị toàn tộc tiêu diệt. Mà kể từ lúc đó, Huyền Chân nhất tộc liền dần dần chiếm cứ thượng phong, trở thành ba đại cổ tộc trong đó người dẫn đầu. Liền nguyên bản đội sổ La Sinh cổ tộc, cũng từ từ khôi phục nguyên khí, trưởng thành là ba đại trong cổ tộc hạng thứ hai tồn tại. Thiên Hy cổ tộc chính là ở trận chiến ấy sau đó, chưa gượng dậy nổi, thẳng đến bây giờ còn không có khôi phục nguyên khí. Mà đây hết thảy người đầu tiêu chính là Diệp Thần, nếu như không có hắn đập nát, ba đại cổ tộc căn bản cũng không sẽ rơi vào như vậy tàn khốc chiến tranh. Ngoài ra hai đại cổ tộc cũng sẽ không liền khởi thủ tới nhằm vào Thiên Hy. Cho nên Thiên Hy lão tổ không hề muốn gặp gỡ Diệp Thần, nhưng không nghĩ tới tên này nhưng dùng như vậy hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, tới bức bách hắn ra mặt. Thiên Hy lão tổ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hờ hững cực kỳ. Luân hồi chi chủ hạ xuống chúng ta nơi địa phương nhỏ này, có chuyện quan trọng gì sao? Ta có thể trước cùng ngươi nói, trên đảo nhưng mà cái gì bảo vật cũng không có, ngươi nếu là muốn bảo vật, có bản lãnh liền đem lão phu mệnh cho lấy đi chính là. Thiên Hy lão tổ nói tới nói lui, không chút khách khí. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không dám đối Diệp Thần động thủ, nếu không chọc giận Nhâm Phi Phàm, một bàn tay là có thể đem bọn họ chỗ toàn này Thiên Hy đảo cho chụp nặng, trọn đời không được nổi lên mặt nước. Diệp Thần đối với lời của hắn cũng không có để ý, ngược lại là cười một tiếng. Thiên Hy lão tổ, ta lần này tới cũng không có ý khác, chỉ là muốn xem Thiên Hy đảo tình trạng gần đây, đối với ngươi tộc tình huống, ta có thể là đặc biệt quan tâm. Nghe vậy, Thiên Hy lão tổ cùng Hy Minh Phượng thần sắc đều là trở nên có chút quái dị. Hy Minh Phượng kỳ quái xem hắn một mắt, trong mắt rũ thấp, không muốn để cho người thấy hắn trong mắt nụ cười. Diệp Thần hành động này, không khác nào chó sói cho dê vấn an, rõ ràng giả mù sa mưa, vẫn còn muốn trang được nghiêm trang. Hy Minh Phượng mặc dù thân là Thiên Hy người nhất tộc, nhưng đối với toàn bộ tộc quần cũng không có biết bao cảm tình sâu đậm. Ở hắn thiên phú báo phế trong đoạn thời gian đó, đụng phải liền rất nhiều giễu cợt, cũng đến từ tộc nhân của hắn. Từ đó trở đi, hắn cũng đã đối Thiên Hy cổ tộc mất đi cảm tình, chỉ là đem nơi này làm mình đất nương thân mà thôi. Làm hắn lần nữa bị Thiên Hy lão tổ chọn chúng, giống vậy đổi được gợn sóng không sợ hãi. Thiên Hy lão tổ nghe nói như vậy sau đó, sắc mặt nhất thời thì trở nên được một hồi xanh một hồi trắng. Hắn cảm thấy Diệp Thần là ở cầm cái này làm nhục mình. Bất quá tiếp theo Diệp Thần nói, nhưng là để cho lòng hắn bên trong hơi lộ vẻ xúc động. Thiên Hy đảo trở thành phế tích, thật ra thì ngươi có thoát không ra liên quan, điểm này ngươi không cách nào chối, mà ta lần này tới thì là có thể giúp được ngươi, khôi phục Thiên Hy đảo những ngày qua phồn vinh cảnh tượng. Diệp Thần trong lòng có dự tính, nhàn nhạt nói. Thiên Hy lão tổ có chút kinh ngạc, nhưng Hy Minh Phượng cũng không so hoảng sợ. Từ ba tộc đại chiến kết thúc sau đó, toàn bộ Thiên Hy nhất tộc trình độ lùi lại mấy trăm ngàn năm, thậm chí còn càng nhiều. Thiên Hy cổ thành vậy biến thành phế tích, tàn hằng đoạn miếng ngói khắp nơi đều là, hơn nữa khắp nơi tràn ngập kinh khủng quy tắc lực, bằng vào sức người căn bản không cách nào đánh vỡ. Đây chính là ba đại cổ tộc đụng nhau mà hình thành sức mạnh to lớn. Liền liền lão tổ tự mình ra tay, cũng không cách nào đánh vỡ. Nhưng là hiện tại Diệp Thần lại còn nói hắn có biện pháp phá giải. Đối mặt Thiên Hy lão tổ ánh mắt chất vấn, Diệp Thần khẽ mỉm cười. Sau đó hắn đưa ra một ngón tay, hướng phương xa cong ngón tay bắn ra, màu xanh biếc ánh sáng rực rỡ nổi lên, tầng tầng chồng lên, dường như muốn xuyên phá mảnh thiên địa này. Cảnh tượng trước mắt, hội tụ thành một tầng nhàn nhạt thủy mạc, mọi thứ đồ cảnh, cũng ở trong đó nổi lên. Chỉ gặp vậy cong ngón tay ra màu xanh biếc ánh sáng rực rỡ, dọc theo tàn tạ rừng rậm cổ lộ, về phía trước đi.
ánh sáng rực rỡ đến mức, giống như cây khô gặp mùa xuân, đoạn bụi cỏ sinh, từng cổ một mênh mông sức sống bỗng nhiên nổi lên, tràn ngập ở giữa trời đất, cực kỳ bàng bạc chói mắt. Vô luận là cây cối vẫn là hoa cỏ, hay hoặc là những cái kia biến thành tiêu thi linh thú, đều bị quán chú nồng nặc sức sống, ngay chớp mắt sống lại như lúc ban đầu. Một ít thiên hy tộc tộc nhân đang ở trong đó làm lụng, bỗng nhiên lúc này thấy cây khô lần nữa sinh trưởng, nhất thời đều sợ ngây người. Những cái kia quấn quanh trên đó bàng bạc quy tắc lực, toàn bộ bị tiêu diệt. Bọn họ nhất thời sợ ngây người. Bởi vì bọn họ trước hao tốn thật lâu công phu, thậm chí vận dụng trấn tộc pháp bảo, cũng không có thể đem kinh khủng này hơi thở tiêu diệt. Nhưng cái này đạo màu xanh biếc khí cơ, hàm chứa vô hạn sức sống, chỗ đi qua, vạn vật lần nữa tỏa sáng hào quang. Thiên hy lão tổ soạt một tí, từ trên bồ đoàn đứng lên, may là lấy hắn nhiều năm qua tu luyện trầm ổn tính tình, lúc này cũng không khỏi hết sức kinh ngạc. Đó là, vũ trụ sức sống, không, là sinh mệnh căn nguyên, chỉ có thuần túy nhất sinh mạng căn nguyên, mới có thể đạt tới như vậy hiệu quả. Người rốt cuộc là vận dụng loại gì thần thông? Thiên hy lão tổ không khỏi đặt câu hỏi. Diệp thần không có làm quá nhiều giải thích, mà là nói, ta có thể giúp các ngươi thiên hy đảo khôi phục như lúc ban đầu, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Xuất binh, tấn công cựu Nhật Minh, giúp ta giúp một tay. Diệp thần gợn sóng không sợ hãi nói, phảng phất là ở nói một kiện cực kỳ làm xốp chuyện bình thường. Thiên hy lão tổ nghe lời nói này sau đó, con người bỗng nhiên co giúp một cái, đầy mặt không dám tin. Như vậy ánh mắt, phảng phất là nói, tên này điên rồi sao? Người đáp ứng ta liền có thể giúp người thu bổ, nhưng nếu không đáp ứng, vậy ta cũng chỉ tốt đi trước cáo từ. Diệp thần vừa nói, xoay người muốn đi. Thiên hy lão tổ ánh mắt có chút vùng vẫy, hắn đương nhiên muốn thiên hy đảo khôi phục nhanh chóng, như vậy tới một cái. Thiên hy nhất tộc liền chưa đến nỗi bị cái khác hai đại cổ tộc đè, không ngóc đầu lên được. Đối với hắn mà nói, cũng có thể xúc tiến toàn thể đạo uẩn ý cảnh nguyên vẹn, không câu nệ. Hắn vùng vẫy chốc lát, chợt gật đầu một cái, gọi lại Diệp thần. Đợi một chút, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thiên hy lão tổ biết, Diệp thần đứng sau lưng Nhâm Phi Phàm, bàn về thực lực không hề thua tại ma tổ vô thiên. Cho nên hắn mới biết dám tấn công cựu Nhật Minh. Vô luận từ loại nguyên nhân nào hắn cũng không quan tâm, bất quá là phái người trợ giúp thôi, cũng không phải là làm cho cả thiên hy cổ tộc chôn theo. Thiên hy lão tổ trong lòng nghĩ như vậy, liền cũng cảm thấy được không có gì lớn không được, vì vậy đáp ứng. Hai bên đạt thành hợp tác. Diệp thần lần nữa vận dụng trúc xanh ao một phần lực lượng, trợ giúp thiên hy đảo khôi phục trong 1% sức sống. Loại biến hóa này, để cho thiên hy đảo tộc nhân nhảy cẫng hoan hô. Mỗi một người đều thấy được hy vọng mới. Tiếp theo Diệp thần lại trở về địa tâm vực, đầu tiên liền đi tới cân nhắc quyết định chủ ở địa phương đó. Cân nhắc quyết định chủ lúc này đang nằm ở khổng lồ cổ thụ dưới bóng cây nghỉ ngơi chứ, trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, đem hắn làm cho sợ hết hồn. Ai, là ngươi? Mặt lộ hung quang, vừa mới chuẩn bị ra chiêu, ngẩng đầu vừa thấy, nhưng phát hiện Diệp thần đang cười híp mắt nhìn hắn. Trong chốc lát, cân nhắc quyết định đứng đầu động tác dừng lại. Làm sao, không hoan nghênh ta tới nơi này sao? Diệp thần từ trên cây nhảy xuống, thuận tay cầm lên liền một cái cân nhắc quyết định chủ còn chưa ăn hết linh quả, bỏ vào trong miệng, cắn một cái. Một chút tinh khiết linh lực, theo thịt quả, tiến vào hắn trong thân thể, bồi bổ kinh mạch, cho ăn thể xác, ngắn ngủn trong nháy mắt, lại có thể để cho Diệp thần cả người dồi dào liền lực lượng. Người cái này linh quả từ đâu hái mà đến, hiệu quả rất tốt à. Diệp thần nhất thời tán dương. Cân nhắc quyết định chủ chính là nhìn hắn ánh mắt, trong đó mang theo một phần cảnh giác. Luân hồi chi chủ, ngươi vì sao phải tới ta nơi này? Cân nhắc quyết định chủ từ thấy được Diệp thần thực lực sau đó, liền dự định không trêu chọc hắn nữa. Có thể không nghĩ tới tên này nhưng mình đã tìm tới cửa. Diệp thần cầm chuẩn bị trái cây, khẽ mỉm cười. Không việc gì, chính là tới xem ngươi, chẳng lẽ ngươi không tưởng niệm bạn cũ sao? Diệp thần lúc này thực lực đã vượt qua cân nhắc quyết định chủ, căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. Cân nhắc quyết định chủ không gật đầu, cũng không nói chuyện, rõ ràng chính là không tin Diệp thần. Diệp thần cũng sẽ không vòng vo, trực tiếp đem mình mục đích nói ra. Hắn phi kiếm truyền thư liên lạc tôn lão thiên cơ suy diễn,
tra được minh ám hai cái tiến vào cựu Nhật Minh Đường. Ngoài sáng vậy một cái, có vô số cường giả chấn giữ, không cần nghĩ, sợ rằng còn không có đạt tới một nửa cũng đã kinh động ma tổ vô thiên. Ngoài ra một cái đường ngầm chính là diệp thần các người trước chỗ đi, bọn họ thân hình bị phát hiện sau đó, cựu Nhật Minh tăng cường nơi này phòng ngự, binh lực cấp bậc đã cùng đại lộ chênh lệch không bao nhiêu. Căn cứ tôn lão thôi diễn kết quả, địa tâm vực cực kỳ đặc thù, ở đó ẩn núp hư không chỗ sâu, hẳn vẫn tồn tại một cái có thể đi thông cựu Nhật Minh đường, chỉ bất quá tuyệt đối năm qua, cũng không người nào có thể phát hiện. Cân nhắc quyết định chủ cần phải là đúng tim vực quen thuộc nhất, cho nên Diệp Thần tới tìm hắn. Dĩ nhiên, Diệp Thần còn dự định hỏi một câu cân nhắc quyết định chủ còn dư lại vậy một phiến thiên võ ngọa long trải qua sự việc. Đối mặt này cùng đặt câu hỏi, cân nhắc quyết định chủ hơi làm do dự, vẫn là nói cho Diệp Thần. Hắn nhớ tới ở mình bị Hồng Thiên Kinh đuổi giết tới không đường có thể trốn thời điểm, là Diệp Thần kịp thời xuất thủ cứu liền mình. Thân là cân nhắc quyết định chủ, hắn cũng không phải là cái gì hiền lành tồn tại, nhưng vậy tuyệt sẽ không cự tuyệt bản thân có qua trợ giúp người. Nếu như ngươi muốn thực hiện cái kế hoạch này, vậy quả thật có một tòa tế đàn trận pháp có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Cân nhắc quyết định chủ, chậm rãi mở miệng nói. Lúc đầu trên đất tim vực ẩn núp chỗ sâu, có một tòa thành trì, thành lập có ở đây không mục nát núi bên trên, tên là Bất Hủ Thành. Nơi đó hàng năm bị sương mù lượn lờ, vô cùng thần bí, hơn nữa trong thành người tự thành một khối thế giới nhỏ, đều có riêng mình truyền thừa, cơ hồ không cùng người bên ngoài lui tới. Những giới khác vực người muốn đi vào nơi đó, cùng bọn hắn tiến hành trao đổi, cũng có thể hiểu thành xâm lược, nhưng là cuối cùng đều là lấy thất bại mà chấm dứt. Cân nhắc quyết định chủ đã từng gặp qua tòa thành kia, hơn nữa cùng trong đó người đánh một ít qua lại, ở đó thành trì ngay chính giữa, có một cái truyền tống trận pháp, có thể lặng yên không một tiếng động lừa gạt được hư không, đem người truyền tống tới bất kỳ muốn đi vị trí. Cái này không gian quy tắc thậm chí vượt qua Linh Nhi. Nghe nói vậy không mục nát thành động năng, là do lực lượng thần bí mà thúc giục, lực lượng kia nguồn, chính là tòa kia tế đàn trận pháp. Diệp Thần đạt được này chờ tin tức sau đó, không khỏi bừng tỉnh. Đã như vậy, vậy hắn thì đi thí một chút. Cân nhắc quyết định chủ, người xem hai ta giao tình không tệ, hơn nữa lần này trở nên chuyện, là đối ma tổ vô thiên thống chỉ tàn bạo nơi phát khởi một lần kháng nghị, thế nào mà không làm chứ? Diệp Thần nói một lối đi lớn lý. Muốn đem cân nhắc quyết định chủ khuyên qua tới. Cân nhắc quyết định chủ theo bản năng cảnh giác, hắn có thể không tin Diệp Thần tên này không đánh chủ ý xấu. Diệp Thần bắt đầu là muốn cho hắn cùng theo mình cùng nhau, xuất binh chinh chiến cựu Nhật Minh, nhưng cân nhắc quyết định chủ hiển nhiên vô cùng xảo quyệt, sẽ không dễ dàng bị lừa. Vì vậy Diệp Thần lần mà cầu, bỏ đi cân nhắc quyết định chủ thủ hạ binh lực sau liền để cho hắn cùng mình cùng đi Bất Hủ Thành. Cân nhắc quyết định chủ cuối cùng vẫn đáp ứng Diệp Thần. Chúng ta lúc nào lên đường, có thể lập tức sao? Diệp Thần hỏi. Cân nhắc quyết định chủ suy nghĩ sâu xa chốc lát, lắc đầu một cái, ta cần phải chuẩn bị thời gian, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Diệp Thần con ngươi híp lại, biết chuyện này cưỡng cầu không được, liền đáp ứng nói, được. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi nơi đó còn có một trang thiên võ ngọa long kinh. Có thể hay không mượn ta dùng một chút. Hôm nay Diệp Thần có tuyệt đối thực lực, Diệp Thần tin tưởng, cân nhắc quyết định chủ sẽ không cự tuyệt. Huống chi vậy một trang thiên võ ngọa long kinh đối mình rất trọng yếu. Cân nhắc quyết định chủ sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, cuối cùng nói, cho ta một ít thời gian chuẩn bị, vật kia ta sẽ cho ngươi. Ngươi rời đi trước đi, ngọc phù này cho ngươi, cùng ngọc phù sáng lên, chính là chúng ta lên đường lúc. Diệp Thần nhận lấy ngọc phù, hắn rõ ràng cân nhắc quyết định đứng đầu làm người, tự nhiên không cần thiết lừa dối mình, coi như lừa dối, hắn và Nhâm tiền bối vậy có thể làm được. Cáo biệt cân nhắc quyết định chủ, Diệp Thần liền để cho Linh Nhi là hắn mở ra hư không, chuẩn bị đi và tiểu hoàng các người tề tụ. Nhưng mà, vừa mới chuẩn bị rời đi, Diệp Thần liền nhận được tôn lão tin tức. Hắn không chỉ để cho tôn lão điều tra tiến vào hắc ám cấm hải cựu Nhật Minh thiên cơ. Còn để cho hắn tra xét như thế nào sống lại thiên thanh thần châu bên trong tôn Dạ Dung tàn hồn. Tôn Dạ Dung xảy ra chuyện, dính vào mình nhân quả, hôm nay lại lưu lại một đạo tàn hồn, mình tất nhiên phải nghĩ biện pháp đem sống lại. Nếu như mình không đi huyền hải, sợ rằng tôn Dạ Dung còn sẽ sống thật tốt. Hắn y thuật mặc dù thông trời, nhưng cuối cùng không có chấp trưởng luân hồi,
Diệp Thần tư vấn qua Nhâm Phi Phàm cũng không có rất tốt biện pháp, mà Tôn Linh Thiên tộc Tôn Lão, có lẽ thật có thể biết một ít thứ. Diệp Thần đạt được Tôn Lão tin tức, liền biến dạng hư không, đi tới thất lạc thời không bên bờ. Thời khắc này Tôn Lão đang uống rượu, thấy Diệp Thần tới, hắn gắt gao nhìn lướt qua Diệp Thần, rồi sau đó đứng lên, ngoài ý muốn nói, ngươi ở Huyền Hải chấp trưởng hai môn cửu thiên thần thuật. Một môn cửu thiên thần thuật chính là nghịch thiên cơ duyên, huống chi là hai môn. Diệp Thần ngẩn ra, ngược lại là không nghĩ tới Tôn Lão cái này cũng có thể cảm giác được, bàn về thiên cơ suy diễn, đời này Tôn Linh Thiên tộc là tuyệt đối thần. Hắn lắc đầu một cái, Tôn Lão, ta chỉ đạt được liền một môn nửa. Một môn nửa, Tôn Lão có chút nghi ngờ. Diệp Thần cũng không nói nhảm, đem Huyền Hải một ít chuyện tình nói cho Tôn Lão, Tôn Lão từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, coi như là trận doanh mình tồn tại, cho nên vậy không cần phải che giấu. Tôn Lão nghe xong, còn người híp lại, cửa kia cửu thiên thần thuật lại có thể chấp trưởng một nửa, theo ta biết, phần lớn cửu thiên thần thuật chỉ có thể một người chấp trưởng, đương nhiên là có một ít cửu thiên thần thuật cũng có ngoại lệ, ví dụ như Phạm Thiên Thần Công. Hôm nay tới xem, Vạn Vật Mẫu Kiếm Quyết cũng có chút đặc biệt, khó trách có vạn vật hai chữ, bất quá từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi cũng không chấp trưởng Vạn Vật Mẫu Kiếm Quyết, cố nhiên chấp trưởng một nửa, nhưng chỉ có thể phát huy hắn một phần nhỏ lực lượng. Chỉ có tử huyền cơ nguyệt trên tay đoạt được còn dư lại, mới là vương đạo. Diệp Thần tự nhiên cũng là rõ ràng, đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, hỏi, Tôn Lão, vậy tàn hồn có thể có biện pháp trọng tố thân xác? Tôn Lão nhẹ hụ một tiếng, nói ta không ngừng thôi diễn thiên cơ, ngay vừa mới rồi, ta phát hiện vậy tàn hồn đúng là có sống lại phương pháp, có lẽ hết thảy các thứ này là định trước, ta trước đây không lâu thấy được một phiến tràn ngập màu xám cho sương mù dày đặc thiên cơ vùng. Nơi đó tựa như và sống lại vậy tàn hồn có liên quan, nhưng chỗ này kết quả ở nơi nào, ta không cách nào phân biệt, hình như là ở thất lạc thời không, cũng có thể là huyền hải và địa tâm vực. Nói xong, Tôn Lão vung tay lên, một phiến sương mù dày đặc hư ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Luân hồi chi chủ, người có biết nơi đây ở nơi nào? Tôn Lão nói. Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt sương mù dày đặc hình ảnh, hắn có chút quen mắt, nhưng lại không nói ra được. Lắc đầu một cái, không biết. Tôn Lão con người híp lại, đã như vậy, vậy thì đi một bước xem một bước, ta là vậy tàn hồn xem bói qua, đối phương không phải vắn số người, đại khả yên tâm. Diệp Thần bừng tỉnh, rồi sau đó chắp tay nói, Tôn Lão, đã như vậy, vậy ta liền cáo từ. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị lúc rời đi, Tôn Lão nói, người gần đây có biết thiên cung chi địa biến hóa? Diệp Thần ngẩn ra, ban đầu Thần Vũ Điện và Âm Ma Thánh Điện thủ đoạn như vậy, liên minh cái khác thế lực thật ngồi nhìn bỏ mặc. Lời còn chưa dứt, Tôn Lão nhưng là đáp lại, ban đầu liên minh thành lập dự tính ban đầu chính là phò hộ nhân tộc hưng thịnh, vạn năm tới cũng là tuân thủ nghiêm ngặt đạo này, từ Âm Ma Thánh Điện gia nhập liên minh, sự việc sớm thay đổi. Trừ Thiên Phong các cùng Thiên Cung Thần Giáo, cái khác thế lực có lẽ đều ở đây trình độ nhất định hướng Âm Ma Thánh Điện thấp đầu. Tôn Lão nói đạt tới nơi này, khí chất trên người lại là lạnh mấy phần. Hôm nay Thiên Cung Thần Giáo tiêu diệt, còn dư lại sự việc, cũng không tốt xử lý, ta vốn cho là Thiên Tuyết Tâm sẽ liên lạc ngươi, hôm nay xem ra, Thiên Tuyết Tâm cũng không có tìm ngươi, chỉ sợ là chẳng muốn đem ngươi lôi vào. Diệp Thần không khỏi được cau mày, chẳng lẽ không có thể hiểu biện pháp. Thật ra thì cởi chuông phải do người buộc chuông, Tôn Lão tự lẩm bẩm. Diệp Thần ngẩn ra. Hiếu Kỳ nói, có ý gì? Tôn Lão hai tay chắp sau lưng, nói, nếu liên minh đã ăn mòn, như vậy thì nên tìm đời này lập ra cái này quy tắc người ra mặt. Lập ra quy tắc người, Diệp Thần nghi ngờ nói. Thái Thần Sơn Thái Thần, Tôn Lão đột nhiên nhắc tới đầy đất. Diệp Thần hỏi tiếp nói, cái này Thái Thần là thất lạc thời không nhân tộc thần thoại, cũng hoặc là nói, đã từng thất lạc thời không thần. Tôn Lão nheo lại trong mắt. Như là cố gắng hồi tưởng cái này viễn cổ chuyện truyền thuyết. Tương truyền Thái Thần Đế Hợi Sán thủ đoạn thông thiên, thời kỳ viễn cổ đã từng mấy lần đánh lui thất lạc thời không dị ma tộc cùng yêu vực xâm lược, cũng chủ trì sáng lập nhân tộc liên minh, cũng là thứ nhất đảm nhiệm thất lạc liên minh minh chủ. Hắn bản muốn đi trước Thái Thượng Thế Giới, tranh bá đời này vị, nhưng bởi vì một ít chuyện trì hoãn, không có đi, như lúc ấy hắn đi, sợ rằng hôm nay cũng có thể xếp hàng đời này trước 10 bên trong. Thời kỳ viễn cổ nhân vật sao? Diệp Thần nhíu mày, hắn ngược lại là lần đầu tiên nghe được đại nhân vật này.
Tôn lão nhưng tiếp tục nói, thần vũ điện lão nhân kia cũng còn sống, thái thần, vậy nhất định vẫn tích chữ hậu thế, nếu như có thể mời tới lão nhân ra ông ta ra mặt, trước mắt bàn cờ này liền được cứu rồi. Còn nữa, người vậy tàn hồn sống lại phương pháp, thái thần thủ đoạn hẳn có thể làm được, mấu chốt là thái thần nguyện ý ra tay. Không biết vậy sương mù dày đặc hư ảnh, có phải hay không là chỉ thái thần địa phương? Tôn lão nói. Diệp thần suy tính chốc lát, liền nói thái thần ở nơi nào? Tôn lão lắc đầu một cái, ta tuy có thể miễn cưỡng xem bói thích hợp đưa, nhưng cái này đối với ta tổn thất quá lớn, người đi tìm Thiên Tuyết Tâm, có lẽ sẽ có câu trả lời. Diệp thần không do dự nữa, lần nữa mượn linh nhi lực, biến dạng hư không, đi tới một nơi trên đại điện. Trên đại điện ngồi một cái khí chất lạnh lùng cô gái quanh thân phun trào ra cổ xưa phù văn, hơi thở càng phát ra mạnh mẽ. Chính là Thiên Tuyết Tâm. Thiên Tuyết Tâm mắt đẹp mở ra, làm xác định là Diệp thần, nàng con ngươi có chút kích động, nhưng khôi phục rất nhanh bình tĩnh, ngươi tới. Diệp thần cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem Tôn lão nói cùng với Thái thần sự việc nói ra. Thái thần, đây chính là một biện pháp, bất quá ý vị này chúng ta phải đi Thái thần sơn đi một chuyến. Thiên Tuyết Tâm tự lẩm bẩm. Thái thần sơn, Diệp thần có chút nghi ngờ, xem ra Thiên Tuyết Tâm đúng là biết nơi đây. Cái này Thái thần sơn trên, có hay không Thái thần tồn tại vẫn là nói một chút, bất quá người thường bái sơn chính là cầu phúc, biết đều là nghe, những năm gần đây ta đây là chưa từng đặt chân qua. Đi thử một lần thử vận khí một chút đi. Nói không chừng còn thật có thể mời tới Thái thần ra mặt. Thiên Tuyết Tâm mở miệng nói. Diệp thần, người cùng ta tới. Một giây kế tiếp, Thiên Tuyết Tâm biến dạng hư không, bỏ mặc Diệp thần, liền hướng một phương hướng đi. Diệp thần nhìn đã khép lại hư không kẽ hở có chút không biết làm sao, cái này làm cho mình tại sao cùng. Cũng may Linh Nhi và Hư Bia có thể mơ hồ xác định Thiên Tuyết Tâm đi trước tuyến đường. Sau một nén nhang, một người dẫn đầu người đi ra hư không. Nam đỉnh bao bọc, có chúng tinh phùng nguyệt thế, cụm núi cao vút, thẳng vào Tiêu Hán. Đây cũng là Thái thần sơn địa giới. Thiên Tuyết Tâm nhìn trước mắt trong tầm mắt sán màu vàng thế giới, chợt ngừng thân hình, chậm rãi rớt xuống, bước chậm ở đất này. Thái thần sơn kim đất, rõ ràng là đất màu mỡ, nhưng là hạn cây hy, hiếm thấy cây cối bao trùm. Phiêu diêu tà áo như là cái này phiến sán màu vàng kim trong thế giới, duy nhất trắng. Một cước đạp xuống, đầy trời màu vàng quang vũ phiêu rơi xuống tại trước người. Phụ thân, phụ thân. Bên người một vị đứa bé y nha cười kéo một cái một vị người đàn ông trung niên quần áo, chỉ Thiên Tuyết Tâm nói chỉ tiên nữ. Người đàn ông trung niên một cái ôm lấy đứa bé, hướng về phía Thiên Tuyết Tâm áy náy cười một tiếng, liền là đôi đứa bé nói, người thằng nhóc túi này. Nhỏ như vậy tuổi tác cũng biết chỉ tiên nữ. Chúng ta đi đỉnh núi, hào phóng trên đài miếu thờ bên trong, còn có thái thần đâu. Đứa bé tuét miệng vui vẻ cười to, nói, phụ thân, người gặp qua thái thần sao? Nam tử chóp mũi thân mật cả một cái trẻ em chán, chợt mở miệng nói, trong tin đồn sao, mỗi một cái đến thái thần sơn khách thăm, đều là gặp qua thái thần, chỉ bất quá, mình không biết thôi. Tay phải thuận thế dùng sức. Đem mình con trai cục cương dơ đến đỉnh đầu, mang trong lòng thuần linh người, mới có thể thấy thái thần Âu. Nơi đây nhạc đệm, Thiên Tuyết Tâm tâm tình rất là phức tạp, nhìn rời đi người đi đường hai cha con, chẳng biết tại sao, luôn là nghĩ tới vô không cụ già chỉ điểm mình tu luyện cảnh tượng. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, đã là thiên nhân vĩnh cách. Hai quả đấm không khỏi nắm chặt, trong mắt bên trong thoáng qua tí ti dùng mình. Hết thảy các thứ này đều là bái âm ma thánh điện ban tặng. Nàng hận giết không được quang âm ma thánh điện và thần vũ điện tất cả người. Hào phóng đài đỉnh tuyết động phân bố, có thể nói màu bạc thế giới, cùng trước kia cảnh tượng so sánh, hoàn toàn chính là hai tiếng không. Bé gái, lệ khí như vậy nặng, tới đây thái thần sơn nhưng mà mịch không tới thái thần tung tích. Một vị tiểu phu bộ dáng nam tử nhìn một cái Thiên Tuyết Tâm, hắn nón lá che đi mặt mũi, cười nói. Ừ, Thiên Tuyết Tâm nhưng là một hồi nghi ngờ, bất quá là một tầm thường võ giả, thực lực không chịu nổi một kích, mình cảm giác tuyệt không thể nào bị lỗi. Tiểu phu bóng người tựa hồ hơi có vẻ vội vàng, cười ha ha một tiếng, ta cả ngày ở nơi này giữa núi chém củi, tại cây cối này mà nói, cũng coi là lấy mạng quỷ. Cho nên cái này quanh năm tới, chưa từng được gặp thái thần bản chính. Ta có thể cảm thấy, người khí tức trên người và ta xấp xỉ,
chỉ bất quá cũng không phải chém củi thôi. Đỡ đỡ nón lá, tiểu phu không cùng Thiên Tuyết Tâm mở miệng, chính là tự mình nói, ngày này trời sắp mưa, hôm nay miếu thờ hẳn không biết lại đãi khách, bé gái, ngươi vậy mau chút xuống núi đi. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời sớm đã là mây đen phân bố, tí tí sấm sét vạch qua, nhưng là không nghe thấy nổ vang. Vị đại ca này, Thiên Tuyết Tâm còn muốn nói gì nhiều, quay đầu lại gian nhưng là phát hiện, tiểu phu bóng người, đã tiệm xu xa dần. Ừ, Thiên Tuyết Tâm thần thức đảo qua, cho dù là hào phóng trên đài, chỉ có cũng bất quá là tầm thường bái phỏng môn khách mà thôi, còn như cái gọi là thái thần tung tích, nhưng là chút nào không gặp. Chẳng lẽ, cái này thái thần sơn, vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thiên Tuyết Tâm môi mỏng khẽ cắn, như chỉ là như vậy trở về, nàng chân thực có lòng không cam lòng. Nhìn bốn phía tuyệt bích tiểu nham, Thiên Tuyết Tâm không biết làm sao, tiếp tục đi lên cũng bất quá là phí công mà thôi, nàng xoay người xuống. Tích tích lịch lịch giọt mưa vỗ vào ở mặt đẹp bên trên, Thiên Tuyết Tâm rõ vẻ mặt lạnh như băng, cùng tất cả người so sánh, hoàn toàn xa lạ. Ca! Một tiếng nổ ở vang lên bên tai, đem nàng suy nghĩ kéo hồi thực tế, Thiên Tuyết Tâm lúc này mới kinh dị phát hiện, ban đầu vậy tướng mạo xấu xí núi cao chót vót trên nham thạch, đi qua nước mưa sông lên soát, lại là hiển hiện ra một nhóm cổ xưa minh văn. Đây là, Thiên Tuyết Tâm thực lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng vậy hoàn toàn xem không hiểu tối tăm minh văn hàm nghĩa, cho dù là tinh thần lực phụ trên đó, vẫn như cũ là không cách nào đọc giải thích. Thân hình chớp mắt, Thiên Tuyết Tâm bay lên không xuống, cách ngàn trượng hư không, nhìn xuống dưới, năm đỉnh bên trên, đều là chớp động màu vàng kim minh văn. Năm đỉnh bao bọc, quần tinh nâng tháng, Thiên Tuyết Tâm lẩm bẩm nói. Thì ra là như vậy. Mình ban đầu cầm trọng tâm đều đặt ở cái này năm ngọn núi mạch bên trên, trước mắt xem ra, chân chính thái thần sơn mạch, tuyệt đối không phải cái này năm tòa thần đỉnh. Là vậy bao bọc trung tâm. Thiên Tuyết Tâm nhìn lại, vậy nắng mây che lồng xuống trung tâm rãnh, mới là mấu chốt. Không cảm giác được, Thiên Tuyết Tâm đại hỉ, xem ra mình suy đoán là chính xác, thân hình chớp mắt, hướng vậy năm đỉnh trung tâm đi. Một tầng vô hình kết giới chặn lại nàng đường đi. Thiên Tuyết Tâm đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm ở kết giới bên trên, một cổ lực lượng nhu hòa thuận thế liền đem nàng bắn ra đi. Vô luận từ bốn phương tám hướng cái nào phương vị, đều là vậy, không cửa mà vào. Đã như vậy, đắc tội. Thiên Tuyết Tâm quanh thân khí thế bạo tăng, sát ý cùng nhau, hư không chập chờn, võ đạo quy tắc bộc phát ra, xương hoa. Xanh thảm kiếm mang chiếu sáng lên năm tòa thần đỉnh. Xương hoa kiếm nhất điểm hàn mang đâm vào nhu hòa màn sáng bên trên, tiêu tán ở vô hình. Làm sao có thể, nhìn vậy đủ để làm thiên quân cường giả đều là tránh lui một mét tuyệt sát một kiếm giống như đá chìm biển khơi, Thiên Tuyết Tâm khiếp sợ không thể thêm phục. Vèo, một đạo kiếm mang từ bên trong kết giới không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào kích động ra, chính là Thiên Tuyết Tâm một kiếm xương hoa. Đáng ghét, thật nhanh tới một đạo kiếm mang tấn công tới. Thiên Tuyết Tâm lắc người một cái tránh, giết mang thẳng trùng tiêu hán, đem chân trời mấy đóa mây đen phân phát, xé ra một cái to lớn lỗ hổng. Một món ánh mặt trời chói mắt lần nữa lóng lánh, vẩy chiếu vào thung lũng bên trong, nhu hòa màn sáng theo tiêu tán. Thiên Tuyết Tâm nhân họa đắc phúc, bóng người ngay lập tức tới giữa xuất hiện ở thung lũng trước, nhìn trước mắt Thúy Lâm, nàng lần nữa rơi vào yên lặng. Chẳng lẽ, Thiên Tuyết Tâm cảm giác bao trùm dưới. Cái này phiến Thúy Lâm sức sống như nước thủy triều, nhưng là phân nửa cường giả hơi thở đều là chưa từng cảm nhận được. Chỉ là lại tầm thường bất quá Thúy Lâm mà thôi. Cái này mảnh không gian, khác thường dạng, mặc dù không cảm giác được phân nửa khí tức không giống tầm thường, nhưng trực giác nhưng là nói cho Thiên Tuyết Tâm, bí mật nhất định ở nơi này Thúy trong rừng. Rất nhanh, Diệp Thần vậy biến dạng hư không tới. Thiên Tuyết Tâm vui mừng, nói, ngươi trận pháp thành tựu mạnh hơn ta. Có thể phát hiện cái gì? Diệp Thần nhìn xa đi, trực tiếp vận dụng Phạm Thiên Thần Công ở giữa trận tự quyết, chính là phát hiện nơi này không giống chỗ tầm thường. Thái Thần Sơn Mạch đều là từ sa cổ kết tinh nham tạo thành, bắc bộ cắt kim loại sâu tuấn, năm đỉnh cao vút, đỉnh núi nhưng là hào phóng đài bằng phẳng. Đông mong biển, tây treo tháng, nam tú cẩm, bắc tinh đấu, bên trong Thúy Lâm. Cái này năm đỉnh địa thế lại là một tôn kinh thế trận. Diệp Thần từ chân núi đi qua đi lại, đầu óc bên trong nhanh chóng tự định giá Thái Thần Sơn Mạch phức tạp địa thế cấu tạo, như là nghĩ tới điều gì, bật thốt lên. Thượng cổ tinh nguyệt sáu thần trận.
Thiên Tuyết Tâm nhưng là đối với lần này một chữ cũng không biết, nhưng thấy Diệp Thần tiến lên phía trước nói, lúc trước ngươi đã gặp phù lục dấu vết nhưng còn có ấn tượng. Soạn khắc cho ta. Sương Hoa kiếm nơi tay, Thiên Tuyết Tâm lấy kiếm chấp bút, lấy làm đệm lông, chỉ trích Phương Tù. Diệp Thần nhìn trên đất một khoản phác họa văn gia minh văn phù lục, không khỏi nhíu mày. Thật không nghĩ tới, cái này vạn năm khó mà hiện ra trận cơ, lại là có thể bị ngươi thấy. Sau một lúc lâu, Diệp Thần mở miệng nói, cái này thượng cổ tinh nguyệt sáu thần trận, chính là đời này nhất là không tháo mấy loại trận pháp một trong, bầy trận người đem trận cơ phù lục che giấu tại ở giữa thiên địa, nếu không phải nơi đây tinh nguyệt địa thế thêm tới mưa như thác đổ sông lên soát, làm phù lục hiện ra, sợ rằng đời này chúng ta cũng không phát hiện được dị thường. Có thể rõ ràng sao? Thiên Tuyết Tâm đối với trận pháp cũng không có Diệp Thần như vậy nghịch thiên, chỉ là nhẹ giọng hỏi nói. Mặc dù có trận cơ, vậy rất khó, ta hết sức thử một lần. Diệp Thần không nhiều lời nữa, tiếp tục vận dụng trận tự quyết. Bên trong Thúy Lâm, đã như vậy, có thể thử một lần. Diệp Thần hướng về phía Thiên Tuyết Tâm mở miệng nói, đại trận này khéo léo tuyệt vời, cho dù là biết được trong trận phù lục, muốn phá giải, vậy không một ngày công. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, ta có lẽ có thể đem ngươi nói vậy kết giới lần nữa đưa tới, thử nghiệm man lực phá. Thiên Tuyết Tâm nhưng là trước mắt vẻ buồn rầu, trầm giọng nói, lúc trước vậy kết giới, ta đã thử phá vỡ, nhưng thất bại. Cho dù có thể đưa ra, sợ rằng bằng ta ngươi lực lượng, cũng không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, ta có cách pháp, có thể thử một lần. Ngay tại Thiên Tuyết Tâm ngẩn ra để gặp, Diệp Thần thủ hạ động tác nhưng là không có chút nào dừng lại, trận tự quyết dẫn dắt. Năm đỉnh núi cao chót vót trên nham thạch phù lục lần nữa hiển hiện ra sàn ánh sáng màu vàng. Một cổ khó hiểu nhu hòa màn sáng bao phủ ở Thúy Lâm bầu trời, chính là lần trước liền Thiên Tuyết Tâm cũng không làm gì được không biết tên kết giới. Dùng cái này, Diệp Thần ý niệm chớp mắt, lần nữa vận dụng bụi gai vương miện lực lượng, đem ngưng tụ thành một cái phủ đầy gai nhọn bảo kiếm. Kiếm này có thiên thần oai, cùng thường mạch quân trước sử dụng bụi gai kiếm không cùng. Nó đến từ bụi gai vương miện căn nguyên, từ trong diễn hóa ra. Trước đây giả thiên ma đế động tới một lần. May ở chỗ này trận pháp quá mức huyền diệu, sợ rằng vũ hoàng cổ đế muốn phát hiện cái gì, cũng không khả năng. Nếu không như vậy cửu thiên thần thuật, hơn nữa thất lạc thời không và thái thượng thế giới đến gần, tất nhiên sẽ bị vũ hoàng phát hiện mấy phần. Thiên Tuyết Tâm cầm chuôi kiếm trong nháy mắt, hơi kinh hãi, nàng tự nhiên cảm thấy kiếm lực lượng. Mở. Thiên Tuyết Tâm không do dự, lãnh đạm trong mắt bên trong tinh mang chớp mắt, màu trắng tà áo tách thả ra ở dãy núi Thúy Lâm bên trên. Oanh! Chỉ là nhất kích, gần như hút khô Thiên Tuyết Tâm cái này một tên thiên quân cường giả toàn bộ lực lượng, bá đạo tuyệt luân. Đỏ tươi giết mang đem nhu hòa màn sáng giống như giấy trắng vậy cắt ra, lần này, không còn là xem lúc trước như vậy công kích như nhau bị hấp thu lại đàn hồi. Xé một đạo lỗ hổng màn sáng chậm rãi khép lại. Trên đó nhưng là quanh quẩn nổi lên một chút nhàn nhạt làn khói tím. Mau! Diệp Thần vội vàng gọi một tiếng, nhìn ngay lập tức khép lại màn sáng, một khi đóng lại, lại muốn đi vào, chính là khó như lên trời. Hai người bóng người một trước một sau, cấp tốc cướp tới màn sáng kia sau đó. Nơi đây cùng lúc trước so sánh, cũng không chỗ bất đồng. Thiên Tuyết Tâm đã từng đến qua cái này một phiến Thúy Lâm, lúc trước chính là cảm giác qua. Không tồn tại bất kỳ khó hiểu hơi thở. Đợi một chút, mặc dù cảnh tượng nhất trí, nhưng nơi này thiên địa linh lực, nhưng là vô cùng là đậm đà, lúc trước linh lực tiêu hao, lại là ở tí ti bổ sung bù lại. Thiên Tuyết Tâm cảm nhận được liền bên trong kết giới, Thái Thần Sơn chân chính chỗ kỳ diệu. Đã như vậy, Diệp Thần vừa muốn mở miệng, luân hồi mộ địa bên trong một đạo thân ảnh chớp động, Linh Nhi bóng người chậm rãi xuất hiện ở thúy trong rừng. Linh Nhi. Trước kia Linh Nhi một mực rất hiên lặng, tựa hồ có tâm sự gì, giờ phút này nàng sao sẽ xuất hiện. Thiên Tuyết Tâm nhìn bé gái tựa hồ cũng không có ý thức, chợt mở miệng nói, chỗ này tốt xem có vật gì đang hấp dẫn Linh Nhi, nàng là vô ý thức muốn đến gần. Diệp Thần vậy ý thức được Linh Nhi thời khắc này dị thường, hắn đưa tay ra mới vừa khoác lên Linh Nhi bả vai bên trên, nhưng là bị một đạo lửa đốt mục đích ánh sáng đau nhói cặp mắt. Chỉ gặp Linh Nhi quanh thân toàn thân phát ra sán màu vàng kim màn sáng, đem bao phủ ở bên trong, hóa thành một quả quả cầu vàng chậm rãi phiêu hướng Thúy Lâm chỗ sâu. Hai người làm bộ liền muốn ngăn trở, vậy đạo lửa đốt mục đích sán ánh sáng màu vàng nhưng là chớp mắt,
kẹp theo hiện lên quỷ dị quy luật, đem Thiên Tuyết Tâm cùng Diệp Thần bước lui, rồi sau đó biến mất ở hai người xem có thể đạt được cuối. Truy đuổi. Diệp Thần cùng Thiên Tuyết Tâm bóng người một bước ngàn dặm, theo Thúy Lâm đi tới một cái thẳng tắp hướng lên ở nông thôn đường mòn cạnh. Chờ một tí, không đúng. Thiên Tuyết Tâm đem Diệp Thần ngăn lại, chợt mở miệng nói, cái này Thúy Lâm vốn là năm đỉnh bao bọc trung tâm rãnh vùng, vùng đất bằng phẳng chi địa nhưng là đi thông hướng lên đỉnh núi. Diệp Thần cũng là quan tâm sẽ bị loạn, một đường nghèo truy đuổi mãnh đuổi tới, nhưng là quên mất cha xem chung quanh địa thế. Quả thật có kỳ hoặc, cái này Thúy trong rừng sức sống phân bố, nhưng là yên lặng có chút làm người ta hít thở không thông, cảnh tượng như vậy, nhưng là chưa từng lôi kéo ong bướm, xem ra chỗ này chủ nhân, mười phần không thích người quấy rầy. Bước ra một bước, Thiên Tuyết Tâm cùng Diệp Thần, đều là cảm nhận được liền áp lực vô hình, giờ khắc này hai người kinh hãi phát hiện, trước mặt bọn họ, chẳng biết lúc nào, đã có hai người ngăn cản đường đi. Hai người này hơi thở, hai người thiên quân, Diệp Thần theo bản năng bước lên trước, đem Thiên Tuyết Tâm bảo vệ ở sau lưng. Thái Thần Sơn cấm địa, nhưng mà thứ cho không tiếp đãi người ngoài. Hai người nho nhã thư sinh, một người tay cầm trắng mực quạt xếp, một người khác sáo ngọc trong người, tướng mạo xuất chúng, mở miệng nói. Cố nhiên hai người nhìn như trẻ tuổi, nhưng Diệp Thần cảm giác được, bọn họ trong con ngươi hoang cổ hết sức, sợ rằng sống trăm nghìn năm bên trên. Hai vị, bạn của ta lầm vào nơi đây, mong rằng tha thứ, nhường ra một con đường tới, chúng ta tìm được chính là rời đi. Diệp Thần mở miệng nói. Ừ, bằng hữu, tay cầm trắng phiến nam tử mở miệng nói, ta vô cực và linh cực hai người trấn thủ Thúy Lâm đã có chục triệu năm, nơi đây trừ chúng ta anh em hai người, lại không người xông vào. Vô cực bên người tay cầm sáo ngọc nam tử giờ phút này mở miệng nói, tìm người. Cô gái này tràn đầy sát ý, liền cái này Thúy Lâm đều là không hoan nghênh nàng, các người vẫn là rời đi thôi. Thiên Tuyết Tâm tiến lên một bước, nói chúng ta tới tìm người không giả, Linh Nhi và Thái Thần. Nói về ba lần nhạt như nước, bé gái, như vậy lệ khí, nhưng mà không thấy được Thái Thần. Linh cực nhẹ giọng nói. Thiên Tuyết Tâm nghe vậy, trước mắt kinh hãi, nàng đầu óc bên trong ngay tức thì nổi lên lần đầu tiên đặt chân Thái Thần Sơn lúc đó, gặp người. Vẫn là câu nói kia, đắc tội. Sương Hoa kiếm nắm chặt nơi tay, trước mắt hai người thực lực sâu không lường được, nàng phải toàn lực ứng phó. Âu, định tới cứng rắn, Linh cực mỉm cười cười một tiếng, dù vậy, cũng giống như vậy, sư tôn đang bế quan, sẽ không nhận gặp người bất kỳ. Cưỡng ép động thủ, người biết thua thiệt, bé gái, hiện tại thu tay lại vẫn còn kịp. Vô cực trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lay động, một món thiên địa ý chí theo mặt quạt dao động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 355.